Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề thì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề thì dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đây là đài truyền hình Công lý Việt Nam. Việt Nam ơi, giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để mai sau con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rừng rơ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời xương máu dòng tiên ơi, còn đây kim trung bất khuất.
trời Nam ta rạng ngời sắc son Việt Nam. Xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của Đài Truyền hình Công lý Việt Nam thuộc Bộ Truyền thông Công lý của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình gồm những nội dung chính sau đây. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Công lý Việt Nam hôm nay. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương, ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Độ Tuyết xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây là một bài viết từ Văn phòng Thường trực Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, không làm khổ nhân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Bài phân tích 15 điều khác nhau và 4 điểm giống nhau giữa Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 3 năm 2021, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, sau khi Đức Quốc Công Đào Minh Quân, hiện là Tổng thống thứ 3 của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đã cùng với những nhà Ái Quốc lột mặt nạ của tên điệp viên tàu cộng Hồ Chí Minh ngay tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO năm 1989, thì sự thật Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, không phải là Nguyễn Ái Quốc đã được phơi bày. Tuy nhiên, dù cái mặt mo Nguyễn Ái Quốc đã rớt khỏi gương mặt của Hồ Chí Minh, khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lừa bịp được mọi người, nhưng vẫn còn một số thanh niên bị nhồi sọ và nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam bị bưng bít thông tin và bị chính những kẻ ăn theo đảng lừa gạt, khiến cho đại đa số dân Việt vẫn còn cúi đầu, bị bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cướp miếng ăn, đất sống, lại còn phải chấp nhận tung hô Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Do đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị tập tài liệu nhỏ này, là phần biên soạn của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và nhà tham khảo Phan Châu Thành, là một tác giả đã bỏ nhiều công sức để sưu tra, để phần nào giúp cho mọi người phân biệt được hai tên Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Điều 1. Tuy hai là một, tuy một là hai. Tháng Giêng năm 1949,
Tạp chí Sinh hoạt Nội bộ kỳ thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có đăng tải một bài viết nhan đề Đảng ta do Hồ Chí Minh viết dưới bút danh Trần Thắng Lợi. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã đưa Đảng ta nhập vào Hồ Chí Minh trong tập 5, trang 547 như sau. Năm 1929, chính xác là ngày 19 tháng Giêng năm 1929, trong khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi vắng, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, tên trá hình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã triển khai đại hội toàn quốc ở Hương Cảng, do các đại biểu Bắc Kỳ đề nghị tổ chức. Nhưng Đảng Cộng sản gạt đi cho đến cuối năm 1929, khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại tàu, chính xác là ngày 20 tháng Giêng năm 1930, thì mới cùng với đại biểu các nhóm khai đại hội ở Hương Cảng. Trong 7-8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc trước ngày cách mạng tháng 8. Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu, vừa giả xem đá banh vừa bàn bạc về Đảng. Sau cuộc bàn bạc sôi nổi và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng. Thế là Đảng ta chân chính thành lập. Bài viết này do chính Hồ Chí Minh với biệt danh là Trần Thắng Lợi đưa ra. Chỉ một điều này thôi cũng đủ thấy rõ Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau. Nếu không, Hồ Chí Minh là kẻ tâm thần nặng mới có thể nhầm mình với mình như vậy. Điều 2. Về năm sinh. Nguyễn Ái Quốc tự khai và Đảng Cộng sản Việt Nam công bố là y sinh năm 1890 khi đi xin việc hay xin học với chính quyền thực dân Pháp năm 1912 và khi sang Moscow năm 1924. Còn Hồ Chí Minh khai khi xin dự Đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản ở Moscow vào tháng 8 năm 1935 là Hồ Chí Minh sinh năm 1900, cách nhau đúng 10 năm. Vì trong giai đoạn đầu khi xuất hiện ở Moscow lần thứ hai từ tháng 6 năm 1934, xuất hiện lần đầu với tên Hồ Chí Minh. 18 tháng sau, khi ra tù ở Hồng Kông, tháng 12, 1932, Hồ Chí Minh vẫn không biết gì nhiều về Nguyễn Ái Quốc trước đó ở Moscow đã làm gì và khai như thế nào. Ví dụ, để dự Đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản 3, tháng 5, 1935, Hồ Chí Minh đã khai y tên là Thien Men Hoang, bí danh Linh, sinh 1900, quê quán Đông Dương, bị tù 2 năm và ra tù năm 1933, đã tham gia Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Công đoàn và nhiều chi tiết sai hay mù mờ khác. Đã có bí danh Linh để dùng rồi, sao không khai tên thật, chính thức là Nguyễn Ái Quốc hay Nguyễn Tất Thành đi? Quê quán Đông Dương thì chỉ có người ngoại quốc mới ghi về người Việt hay Lào, Campuchia như thế. Còn Hồ Chí Minh ra tù ở Hồng Kông năm 1932 lại ghi là 1933. Thật sự, tên thật của y là Siêu Công Lĩnh, con của Siêu Công Quán, là một thổ phỉ người Tàu tại Vân Nam, nhưng có gương mặt hao hao giống Nguyễn Ái Quốc nên được Tàu Cộng giao cho công tác đội lốt Nguyễn Ái Quốc. Y phải chấp nhận chui vào tù Hồng Kông 2 năm vì không có giấy tờ tùy thân. Sau khi được thả ra, y khai tên là Hồ Chí Minh để làm thẻ căn cước. Từ đó, Siêu Công Lĩnh trở thành Hồ Chí Minh, tức hậu thân giả mạo của Nguyễn Ái Quốc, nên phải bịa ra chuyện mình tham gia Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Thanh niên và Quốc tế Công đoàn cho giống Nguyễn Ái Quốc. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc chỉ duy nhất là thành viên của Quốc tế Nông dân mà Tổng Thư ký là Đôn Ban, người Ba Lan, đã cử y đi tàu phụ trách phong trào nông dân, làm việc với Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn. Lúc đó, Cộng sản Liên Xô
còn xem Trung Hoa Dân Quốc của Tôn là phong trào nông dân. Tóm lại, Hồ Chí Minh vừa xuất hiện đã khai mang với hàng loạt sai lệch trong tiểu sử rồi. Chỉ với năm sinh 1900 cũng đã làm cho Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành trẻ ra 10 tuổi. Vì bị nghi vấn do Hồ Chí Minh không biết gì về Nguyễn Ái Quốc, nên có lúc y phải công khai phủ nhận với nhiều người, ví dụ với giới báo chí ở Paris năm 1946, việc mình là Hồ Chí Minh chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc trong nhiều năm. Từ 1934 đến tận khoảng 1958 đến 1960, cho đến khi Hồ Chí Minh được Tàu Cộng cung cấp thêm tài liệu về Nguyễn Ái Quốc. Điều 3. Về ngoại hình, mặt mũi, tai mắt, chiều cao. Về dân chủng học, theo hộp sọ, xem hình Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh ở phần 2 trên, để ý phần hộp sọ, xương trán của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh khác hẳn nhau. Về chiều cao cơ thể, Nguyễn Ái Quốc là người thấp, cao chừng 1m52 đến 1m54cm, còn Hồ Chí Minh lại rất cao, chừng 1m70 đến 1m72cm. Nên nhớ, Võ Nguyên Giáp là kẻ rất lùn. Năm 1944, Hồ Chí Minh chỉ cao hơn Giáp chút xíu, cỡ 1m46cm, cộng hoặc trừ 5cm. Nhưng từ năm 1946, thì Hồ lại nhổ dò cao hơn ngửa đồng, là kẻ có chiều cao ổn định trên 1m72. Điều 4. Thời gian. Theo hồ sơ Đảng Cộng sản Liên Xô lưu trữ và công bố, thì Nguyễn Ái Quốc đến Moscow lần đầu vào đầu tháng 7 năm 1923, sau khi nhập cảnh qua cảng Petrograd ngày 30 tháng 6 1923 dưới tên Chen Ven bằng thị thực do đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Đức ký ngày 25 tháng 6 1923, có nghĩa là vào đầu mùa hè. Còn theo Thi Lan tức Hồ Chí Minh thì kể lại, bác đến Nga vào mùa đông, mọi vật đều bị tuyết phủ trắng xóa như một thế giới bằng bạc, có ngày rét đến 42 độ dưới không, tức là vào giữa mùa đông, lệch nhau đúng 180 độ hay 6 tháng. Điều 5. Sức khỏe hay bệnh nan y. Nguyễn Ái Quốc bị lao phổi do điều kiện sống khó khăn tại xứ lạnh nhiều năm. Năm 1932, trong tù Hồng Kông, bị lao nặng và có tin đã chết vì lao. Còn Hồ Chí Minh lại nghiện thuốc lá nặng, uống rượu như hũ chìm và nhiều gái vẫn khỏe. Năm 1964, Hồ Chí Minh còn đòi về Tàu lấy thêm vợ. Điều 6. Giọng nói. Nguyễn Ái Quốc nói giọng Nghệ nhẹ đặc trưng, còn Hồ Chí Minh là kẻ có giọng nặng của ba Tàu miền Vân Nam, nhưng cố nói tiếng Nghệ, nhưng vẫn không nói được giọng Nghệ có luyến lái và ngân ở cổ, mà chỉ luyến lái được ở vòng miệng thôi, phải nhấn từng câu nghe rất rời rạc. Điều 7. Tác phong ăn mặc. Nguyễn Ái Quốc có tác phong ăn mặc kiểu Tây, Pháp của những người Việt sống bên Tây, luôn mặc áo sơ mi, mang cravat, áo vest, quần Tây, đi giày Tây, nhất là khi chụp hình. Còn Hồ Chí Minh thì ăn mặc vô cùng lượm thượm, thậm chí hơi dơ giấy. Ngay như Giáp, không được đi Tây như Nguyễn Ái Quốc và ở trong rừng với Hồ, mà cũng diện bộ vest trắng, thắt cravat. Sau này ra khỏi hang Bắc Bó, thì Hồ Chí Minh cũng không bao giờ mặc đồ Tây, mà chỉ mặc đồ kiểu cán bộ Tàu. Điều 8. Chữ viết. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành có nét chữ mềm của người có chút ăn học, thể hiện trong các đơn xin việc từ năm 1912. Còn Hồ Chí Minh, nét chữ nhịn, gãy, cứng, rời rạc như gà bới, đặc trưng của người chỉ quen viết chữ Hán. Ai cũng phải ngỡ ngàng và phì cười về độ gà bới, thiếu nét, sai dấu, vụng về trong nét chữ tiếng Việt của Hồ Chí Minh, nên Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám nói đến trình độ y tờ tiếng Việt của cha già của chúng. Điều 9. Văn phong và khả năng tiếng Việt. Tương tự với nét chữ, văn phong tiếng Việt của Nguyễn Ái Quốc là bình thường.
Nhưng của Hồ Chí Minh là rất ngây ngô, là văn phong của người Tàu học tiếng Việt. Điều 10. Khả năng tiếng Tàu và ngoại ngữ. Trong chuyến đi lần đầu đến Tàu Cộng, từ tháng 11 năm 1924 đến tháng 5 năm 1927, Nguyễn Ái Quốc lúc này có thêm bí danh là Lý Thụy, là phiên dịch tiếng Pháp trong phái đoàn của Borodin, Tổng Đại sứ của Liên Xô tại Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Trung Sơn, Quốc Dân Đảng, là đại diện của Quốc tế Nông Dân. Suốt thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc làm việc bằng tiếng Pháp. Khi viết báo hay báo cáo tiếng Nga với đoàn của Borodin và việc khi mở một số lớp đào tạo cho thanh niên nông dân Việt Nam do Borodin và Quốc Dân Đảng của Tàu tài trợ. Thậm chí, ngày 14 tháng 1 năm 1926, khi Nguyễn Ái Quốc được mời phát biểu tại đại hội lần 2 của Quốc Dân Đảng Tàu, Komintai với tư cách là thành viên đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông Dân 1, thì Nguyễn Ái Quốc cũng nói bằng tiếng Pháp và phải phiên dịch ra tiếng Tàu. Vậy mà sau năm 1932, khi ở tù Hồng Kông ra, thì Hồ Chí Minh lại thông thạo tiếng Tàu mà hoàn toàn và đồng thời quên hết tiếng Nga, Pháp, Anh. Hồ Chí Minh còn làm việc riêng với người Tàu bằng tiếng Tàu. Rồi năm 1938, xuất hiện ở Tàu lần 3, Hồ Chí Minh đã là thiếu tá hồ quan trong quân đội Tàu, có trình độ tiếng Tàu ở bậc trí thức. Điều 11. Tình gia đình. Nguyễn Ái Quốc rất có hiếu với cha, từng viết đơn xin quan Pháp tha tội cho cha mình là Nguyễn Sinh Sắc và xin việc cho cha. Còn Hồ Chí Minh, sau hơn 30 năm xa nhà mà suốt 24 năm, từ năm 1945 đến 1969, chỉ về quê Nghệ An một lần vội vã. Và khi anh, ông Cả Khiêm và chị là bà Thanh còn sống không hề về thăm, họ chết, Hồ Chí Minh cũng không về ma chay hay cúng dỗ. Điều 12. Tính chất văn hóa. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành rất lễ phép và tôn kính các bậc trên, như với cụ Phan Châu Trinh, thường kính cẩn gọi cụ Phan là Hy Mã Đại Nhân. Còn Hồ Chí Minh thì không những không tôn kính mà còn hỗn hào với Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, thể hiện qua bài thơ ở đền thờ Trần Hưng Đạo ở Côn Lôn, Kiếp Bạc. Hồ Chí Minh dám hỗn xược xưng ông tôi với Đức Thánh Trần. Điều 13. Cách cầm bút viết. Tuy không có ảnh lưu về cách cầm bút của Nguyễn Ái Quốc, nhưng Hồ Chí Minh thì cầm bút máy mà thẳng đứng và chìa ra đầu ngón tay như người Tàu cầm bút lông viết chữ Tàu. Cầm bút mực thẳng như thế thì chỉ có chọc thủng giấy thôi, chứ viết được gì. Nhưng vì từ bé chắc Hồ chỉ được dạy viết bút lông nên quen tay rồi. Điều 14. Cách ăn uống. Nguyễn Ái Quốc ăn uống đạm bạc, còn Hồ Chí Minh thích ăn món ngon kiểu Tàu, luôn có cán bộ ban hoa vận bên cạnh phục vụ đồ Tàu khi trong rừng, về Hà Nội, thậm chí thỉnh thoảng đại sứ Tàu là Trương còn đến nấu ăn riêng cho y. Điều 15. Tình cảm vợ con. Nguyễn Ái Quốc được Lý Vĩnh Siêu là vợ Chu Ân Lai giới thiệu và tổ chức cưới Tăng Tuyết Minh năm 1927 ở Quảng Châu. Còn Hồ Chí Minh năm 1958 chỉ xin Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc cho cưới, sống chung với Lâm Y Lan là một cán bộ cao cấp của Cộng sản Trung Quốc, nhưng không được chuẩn y. Năm 1968, Lâm Y Lan chết và 1969, Hồ buồn chết theo. Còn đây là Tăng Tuyết Minh, vợ Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, cưới năm 1926 ở Quảng Châu, chia tay năm 1927 khi Nguyễn Ái Quốc về lại Liên Xô. Với Hồ Chí Minh, Lâm Y Lan là vợ y, thế cho nên khi hôn mê gần chết, Hồ chỉ gọi tên Lâm Y Lan, dù trong tiểu sử chính thức mà Trần Dân tiên khai sẵn cho Hồ thì không có đoạn nào Lâm Y Lan được xuất hiện cả, chỉ có Tăng Tuyết Minh là vợ. Bốn điểm rất giống nhau giữa Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Thứ nhất, cả hai đều cuồng tín, tôn thờ những kẻ tội đồ nhân loại và lý thuyết đấu tranh bạo lực của chúng.
Nguyễn Ái Quốc thì sau khi bôn ba ở Pháp, anh đã không theo các cụ Phan Bội Châu hay Phan Châu Trinh mà chạy theo Cộng sản Nga với các lãnh tụ Stalin khét tiếng tàn ác và quốc tế Cộng sản ba của y. Còn Hồ Chí Minh thì một mực chỉ biết có và tôn thờ Mao với chủ thuyết cũng Cộng sản nhưng còn tàn bạo hơn Stalin. Thứ hai, cả hai tên đều là những kẻ thích mượn tên, gọi là trộm danh người khác để cướp công, giành danh tiếng của họ. Nguyễn Ái Quốc thì mượn luôn tên chung Nguyễn Ái Quốc của nhóm Ngũ Long, mà Nguyễn Ái Quốc là Nguyễn Tất Thành lúc đó may mắn được là thành viên non kém nhất của bốn người kia, là cụ Phan Châu Trinh, luật sư Phan Văn Trường, chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh và nhà chính trị Nguyễn Thế Truyền. Bằng cách đó, Nguyễn Tất Thành cướp công danh là tác giả của Thỉnh Nguyện Thư của Dân Tộc An Nam và nhiều tác phẩm khác của nhóm ký tên Nguyễn Ái Quốc. Còn Hồ Chí Minh lúc là thiếu tá Hồ Quang của tình báo Cộng sản Tàu Hoa Nam thì đã mượn rồi cướp luôn tên Hồ Chí Minh của cụ Hồ Học Lãm. Thứ ba, cả hai đều là những tên đạo văn và trộm cướp tác phẩm, tư tưởng của người khác. Nguyễn Ái Quốc thì đơn giản nhận mình là tác giả duy nhất của những gì, tài liệu và tư tưởng trong đó do nhóm Ngũ Long viết ra dưới tên Nguyễn Ái Quốc. Còn Hồ Chí Minh thì không chỉ trộm cả tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của người khác, được cho là của cụ Hồ Học Lãm, trộm tư tưởng và các ý tưởng án văn của nhiều người nổi tiếng khác, cả các bài thơ của Bất Hủ, của các nhà thơ danh giá như bài Tiết Thanh Minh của Đỗ Phủ. Thứ tư, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh đều rất giống nhau ở những hành vi phản thầy hại bạn, bán đứng đồng chí của mình. Nguyễn Ái Quốc thì năm 1925 ở Tàu đã lừa cùng Lâm Đức Thụ bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp lấy tiền thưởng. Còn Hồ Chí Minh cũng với phong cách lừa thầy phản bạn đó, nhưng ở mức độ cao hơn nhiều, đã bán đứng cho Pháp và hoặc trực tiếp cho tay chân ra tay giết hại hàng chục ngàn chí sĩ yêu nước đấu tranh cho độc lập dân tộc, dù có theo Cộng sản nhưng không cản đường Hồ hay không theo Cộng sản. Ví dụ, cuối năm 1929, khi đang ở Sim, được tin Việt Nam Quốc Dân Đảng đang chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã vội vã quay lại Quảng Châu báo tin hệ trọng đó cho Quốc Dân Đảng trưởng và qua chúng báo cho Pháp chuẩn bị. Vì thế, nhờ công của Nguyễn Ái Quốc hoặc Hồ Chí Minh báo kịp thời, thực dân Pháp ở Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang của Việt Nam Quốc Dân Đảng nổ ra ngày 10 tháng 2 1930 ở Yên Bái, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hải Dương, Lào Cai, Hồng Quảng, Quảng Ninh, Hải Phòng, quân Pháp đã dễ dàng dìm những người Việt anh dũng đứng lên trong biển máu, kết thúc bằng vụ xử chém Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và 11 lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng khác tại Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930. Kết luận về Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là của từng người, nhưng tội ác của chúng nó với dân tộc Việt Nam thì không thể chối cãi hay che giấu. Dù chúng có giống hay khác nhau, dù chúng có là hai hay là một. Kết, câu chuyện thử DNA hay AMD của Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không dám dùng biện pháp thử DNA hay ADN để chứng minh Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một người? Chúng nói là việc thử ADN không cần thiết vì chúng tin chắc Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh rồi. Nhưng sự thật là chúng sợ, rất sợ thử DNA, AMD sẽ làm lòi ra tên Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc. Vì chúng biết rõ Hồ Chí Minh là người Tàu, là gián điệp Tàu, nên cách đây 32 năm, Cộng sản Việt Nam đã không dám chưng ra dấu vân tay của Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO, đành phải cay đắng thua bại trước Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tại Liên Hiệp Quốc năm 1989, thì làm sao chúng dám thử DNA hay ADN?
Điều này đang làm cho nhiều người dân hoài nghi về cha già mà Cộng sản Việt Nam rêu rao. Từ việc người dân hoài nghi dẫn đến mất lòng tin hay dẫn đến lòng dân ly tán, nên chỉ có chứng minh rõ ràng, chắc chắn cho dân biết Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một người. Và cách chứng minh thuyết phục nhất, dễ dàng nhất, khoa học nhất là thử DNA, ADN của Hồ Chí Minh với ADN của dòng họ Nguyễn hiện nay của Nguyễn Ái Quốc, như lấy mẫu xương từ xác của Nguyễn Sinh Huy đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chỉ đơn giản như thế là Cộng sản Việt Nam có thể thuyết phục được rất nhiều người hoài nghi Hồ Chí Minh là người Tàu. Lợi lớn quá mà công chả mất gì. Không cần mỗi năm bỏ mấy nghìn tỷ đồng tổ chức học tập đạo đức tư tưởng Hồ gì cả, mà Hồ vẫn được nâng lên tận cung trăng. Thế nhưng Cộng sản Việt Nam, chúng nó vẫn không dám làm phép thử đó. Vì sao? Vì chúng biết rõ rằng Hồ Chí Minh là giặc Tàu, là tên gián điệp Tàu Cộng giả làm người Việt Nam, nên chúng nó đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Thế cho nên, dù còn một cơ hội thôi, thì mọi người cũng phải cố gắng vạch trần bộ mặt tội ác và gian trá của lũ giặc Tàu, Hồ Tặc, phản dân, hại nước. Ngày tàn của toàn đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước và cái quốc hội gian manh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do chúng bày chắc chắn phải tiêu tán. Đó là duy thực lực cộng, là bất chiến tự nhiên thành, đúng theo chiến lược và sách lược của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam đề ra. Ngài là khắc tinh của Cộng sản, đang được dân chúng yêu mến, ủng hộ. Thời thế chứng minh và thiên thơ Sấm Ký đã tiên đoán từ hàng trăm năm trước. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xin mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý qua website trưng cầu dân ý rất tiện lợi, nhanh chóng và an toàn, do chuyên viên kỹ thuật rất tài giỏi của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời làm ra, như www.trưngcầudânýy hoặc vietnamcộnghoa3.com hoặc www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduanyviettac.com. Trân trọng kính chào. Kính mời Đức Quốc Công Tổng thống, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng nghe phần thuyết trình của quý giới chức, quý đại biểu. Và người đầu tiên xin mời đại biểu Hoàng Thi Ca. Dạ, đại biểu Hoàng Thi Ca trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Trân trọng kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Trân trọng kính chào quý tướng lãnh cùng quý giới chức. Với cái tiêu đề trong bài thuyết trình hôm nay, đại biểu Hoàng Thi Ca xin được trình bày: Người dân Nghệ An chưa biết chính xác Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình là thằng giặc Tàu. Trong bài viết này, Hoàng Thi Ca muốn vén bức màn lịch sử trong thời gian qua để tiết lộ sự thật bên trong cho đồng bào Nghệ An ta được biết. Sự thật đã bị bọn Cộng sản Việt Nam che đậy bưng bít gần 80 năm nay, mà bà con ta không hề hay biết. Đó là chuyện dân Việt Nam tôn thờ thằng giặc Tàu lưu manh, tàn độc và vô luân hóa. Chính thằng giặc Tàu ác độc ấy, lúc hắn còn sống, hắn đã ra lệnh giết chết khoảng 4 triệu đồng bào Việt Nam ta dưới nhiều hình thức và thủ đoạn ác ôn nhất trong lịch sử nhân loại, như trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ. Hắn đã dùng súng đạn Nga Tàu để giết dân Việt với mục đích duy nhất là cướp nước Việt Nam cho Tàu. Đây là một điểm mấu chốt mà tất cả con dân Việt Nam phải biết và phải học cho thuộc lòng, để không bao giờ bị mắc mưu bọn Bắc Kinh tàn ác lần nào nữa. Đồng thời phải truyền dạy từng ly, từng tí, thật tỉ mỉ, rõ ràng và rành mạch cho hậu duệ con cháu Việt Nam được biết, kẻo sau này con cháu chúng ta lại bị lầm lạc u mê, tiếp tục bị giặc Tàu đô hộ khống chế, cướp bóc tài nguyên của cải và triệt hạ đồng bào Việt Nam ta,
lần này đến lượt các. Hiện nay hình xác thằng giặc Tàu đó đang nằm trong cái lăng Ba Đình Hà Nội, và 4,5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khốn nạn hiện nay cùng rất nhiều bà con người Nghệ An thờ thằng giặc Tàu mà không biết, nhận thằng giặc làm cha mà không hay. Nhân gian có câu mồ cha không khóc đi khóc còn mối, tổ tiên Việt Nam mấy ngàn năm không thờ, cả một dân tộc lại đi theo cộng sản thờ cái thằng giặc Tàu, nhận làm cha già dân tộc mà không biết nhục nhã xấu xa. Sự xấu hổ nhục nhã này của dân Nghệ An nói riêng và dân Việt Nam ta nói chung, nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, do cá nhân nào hay tổ chức nào đã lừa dối làm hại làm nhục bà con ta và dân tộc ta, và đã xảy ra từ lúc nào? Những câu thắc mắc trên đây phải được làm sáng tỏ cho toàn thể dân Nghệ An thấy rõ. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu với bà con ta, tôi quê ở xóm. Tôi muốn chấm dứt ngay cái trò lừa bịp của tổ chức Cộng sản Việt Nam, không muốn để bà con ta tiếp tục bị cái tổ chức Cộng sản phi pháp này lừa dối thêm một lần nữa, và không thể chấp nhận những thủ đoạn đê hèn với âm mưu dối trá, ngu dại và khốn nạn của lũ Cộng sản Việt Nam vô thần, phi nhân và vô đạo tồn tại trên đất nước chúng ta thêm ngày tháng nào nữa. Vì ngày giờ nào chế độ Cộng sản còn cai trị dân Việt thì ngày đó đồng bào ta phải gánh chịu đau khổ, lầm than và đói khát. Chính vì vậy mà hôm nay trong nghe không bằng mắt thấy, tôi xin đưa ra các nhận định bằng hình ảnh và bằng video chữ viết cùng những chứng tích để chứng minh cho bà con Nghệ An ta biết chính xác 100% Hồ Chí Minh lúc này hình xác hắn đang nằm trong cái mã Ba Đình. Hắn chính là thằng giặc Tàu năm xưa. Theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, sang Việt Nam giả làm người Việt cướp chính quyền và cai trị dân ta, hắn cho thay cờ, đổi tên nước và chủ trương xóa bỏ văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam bằng thứ văn hóa mất dạy của Tàu, diệt trí thức và ra lệnh đốt sách. Tôi sẽ vạch mặt thằng bác mất dạy khốn nạn, thằng cha già của lũ yêu tinh, rồi quý vị sẽ không còn bị nhồi sọ phải tôn thờ thằng giặc Tàu khốn nạn này nữa, giả danh người Việt, thay cờ, đổi tên nước, đốt sách, diệt trí thức. Đó là những vấn đề trong nội dung bài viết này tôi xin phép được trình bày. Hồ Chí Minh tên thật là Siêu Công Lĩnh, cha của y là Siêu Công Quán, hắn là giám điệp tình báo Hoa Nam. Sự thật này 4,5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản không đứa nào biết rõ. Quan điểm cá nhân, ăn cướp thì gọi bằng thằng, ăn mày thì xưng bằng ông. Một nguyên nhân, từ ngàn năm xa xưa, bọn giặc Tàu chưa bao giờ từ bỏ dã tâm cướp chiếm và thôn tính nước ta. Chúng đã âm mưu dùng mọi gian kế thủ đoạn để thâu tóm sơn hà nước Nam. Dù trăm lần xâm lăng thất bại, bọn giặc Bắc Ác Lang, giang hồ lưu manh vẫn cuồng điên như sóng ngầm biển cả, vẫn giữ mưu đồ cướp chiếm nước ta bằng thủ đoạn âm thầm tinh ma và hạ sách. Từ lúc Pháp đô hộ nước ta, nhân cơ hội tranh tối tranh sáng, chờ nước đục thả câu, chúng đã cài tên gián điệp Siêu Công Lĩnh, giả danh người Việt, cướp tên Nguyễn Ái Quốc, bí danh của tổ chức kháng Pháp, cướp chính quyền của bác sĩ Trần Trọng Kim ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng tuyên ngôn ăn cắp văn và bằng giọng đọc của một thằng ngọc người Trung Hoa vắng tiếc Nam Đàn, và bản tuyên ngôn dân chủ mì dân đã hói ra giữa ban ngày thì ban đêm dân tộc ta bắt đầu bị quyên sinh vì đầu rơi máu đổ. Trùng khủng bố Hồ Chí Minh tổ chức họp hành ban đêm để tạo cơ hội tiêu diệt các thành phần yêu nước và chiêu mộ 36 tên du côn trong đám lâu la thổ phỉ chui rút vào hang Bắc Bó và dùng nơi đó làm nơi khởi điểm họp bàn kế hoạch khủng bố. Những tên khủng bố sừng sỏ có máu mặt nhất này là Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, sẵn sàng nghe lệnh quan thầy Bắc Kinh chặt đầu cắt cổ đồng bào để chứng minh mình là sát thủ xứng đáng làm đệ tử tên Hồ Tặc Phi Nhân. Cứ sau mỗi lần thực hiện những phi vụ giết dân, diệt đồng bào rồi báo cáo về hang Bắc Bó thì ngay lập tức quân hàm của 4 tên phản quốc được chủ tịch hang Bắc Bó thăng cấp liên hồi. Riêng cái tên của cái gọi là đại tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp
được quan thầy Bắc Kinh chỉ đạo trao tặng thêm bằng sản khoa tổng phụ trách về xưởng đẻ của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Âm mưu kế hoạch cướp miền Bắc của Cộng sản Bắc Kinh sớm thành công là nhờ sự cộng tác giết người đắc lực không biết mệt mỏi của bốn tên thổ phỉ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và tên giáo làng Võ Nguyên Giáp, giết đồng bào Việt Nam vô tội không gớm tay. Nói đến đây chắc đồng bào ít nhiều cũng đã hình dung ra được sự bi sầu thảm khốc cùng sự tang tóc chết chóc đau thương của đồng bào miền Bắc ta khi chủ nghĩa Cộng sản và thằng giặc tàu Hồ Chí Minh có mặt trên đất nước chúng ta. Lịch sử 5.000 năm chứng minh cho thấy dân Việt Nam mình chưa bao giờ chết chóc thảm thương kinh thiên động địa như thời Cộng sản Hồ Chí Minh. Máu chảy thành sông và xác chất thành núi. Tóm lại phần này, tôi xin lấy chính nguyên văn lời tuyên bố công khai của Hồ Chí Minh rằng thừa thắng xông lên cướp chính quyền. Cướp chính quyền là vi phạm luật pháp quốc gia và vi phạm công pháp quốc tế. Các quốc gia văn minh trên thế giới không thừa nhận và không bao giờ mở mối bang giao với băng đảng Cộng sản, bởi vì Cộng sản vô thần là lũ ác nhân gian quyền. Ác nhân gian quyền là phi pháp, phi đạo và phi nhân, thì không có chính danh, không có hợp pháp. Chính phủ chính danh hợp pháp mới được cả thế giới công nhận. Chính phủ chính danh hợp pháp là chính phủ có phiếu bầu của người dân. Chính phủ do nhân dân bầu tự do và tự nguyện. Chính phủ đó mới có tư cách đứng ra để lãnh đạo dân. Đây là căn bản luật pháp của địa cầu. Băng đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức khủng bố dùng bạo lực cướp chính quyền. Không có quốc gia văn minh nào ủng hộ chúng nó ngoài hai thằng quan thầy Cộng sản Việt Nam là Nga và Tàu. Cái thằng dâm tặc già hồ âm mưu cướp đoạt cơ đồ Việt Nam, tổng thống chính phủ Đệ Tam, lập tẩy mặt nạ Việt gian vu hồ, cơ quan văn hóa UNESCO chứng dấu đạp mặt thằng Hồ Chí Minh. Thời gian xảy ra sự việc ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhân cơ hội chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt đồng bào thì tên Việt gian Hồ Chí Minh, tức siêu công lính chỉ huy nhóm thổ phỉ Ba Đình gồm 36 tên sống ngoài vòng pháp luật đứng lên cướp chính quyền. Bác sĩ Trần Trọng Kim lúc đó đứng ra tiếp nhận bàn giao chính quyền từ quân phiệt Nhật trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Tàu Cộng. Khi biết tin tức về tình hình sắp diễn ra tại Việt Nam, nó đã mật báo và chỉ thị cho tên Việt gian Hồ Chí Minh hành động. Chỉ vài phát súng của 36 tên thổ phỉ nổ vang bên cạnh đám đông đồng bào tham dự buổi meeting. Bỗng nhiên cờ đỏ xuất hiện bất ngờ, trong khi cờ vàng vẫn hiên ngang tung bay khắp phố phường Hà Nội. Sự hoang mang của quốc dân đồng bào lúc bấy giờ, lầm tưởng không biết cớ sự sáng tối đục trong, đã tạo cơ hội thuận lợi cho tổ chức Việt Minh cướp chính quyền. Và như quý vị biết đó, tính mạng của những người Việt chân chính lúc bấy giờ như ngàn cân treo sợi tóc, đã không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Tổ chức Việt Minh, tức tổ chức Cộng sản vô thần, chúng đã lần lần tiếp thủ tiêu gần như tất cả bằng các thủ đoạn vu khống dừng tội, số thì Cộng sản mượn tay Pháp giết họ và thanh trừng người yêu nước dã man trên đường đi công vụ và công tác ban đêm. Hồ Chí Minh tuy không công khai ra tay giết người Việt, nhưng Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho người Việt giết người Việt khoảng 4 triệu người lúc y còn sống. Bốn tên Đồng Giáp Duẩn Chinh, theo tên thổ phỉ âm binh giết người, sử danh lưu dấu muôn đời, bốn tên thổ phỉ giết người lập công. Tóm lại, tổ chức của tên Hồ Chí Minh gián điệp Tàu Cộng cài vào Việt Nam với mục đích duy nhất là cướp nước Việt Nam cho Tàu ngày 2 tháng 9 năm 1945, vi phạm Hiến pháp Liên Hiệp Quốc cách trắng trợn. Hiến chương Liên Hiệp Quốc khi đó có 51 quốc gia đã thống nhất ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1945. 2. Cá nhân hay tổ chức nào đã lừa bịp dân ta? Hàng trăm năm qua trên thế giới, hành tinh chúng ta, có hàng trăm quốc gia vì lũ Cộng sản quốc tế cướp nước. Khi bị Cộng sản cai trị, không có lấy một quốc gia nào mà không phải chịu cảnh lầm than đói khổ và chết chóc. Lịch sử chứng minh cho ta thấy Cộng sản vô thần là tổ chức khủng bố quốc tế. Chúng xúi dục dân hợp tác giết người để cướp chính quyền.
cướp được rồi thì chúng cai trị dân bằng cách đè đầu dân, cưỡi cổ dân và bóc lột toàn dân dưới mọi hình thức, kể cả hút máu dân và mổ cắp nội tạng của người dân. Hồ Chí Minh là cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, với chiêu trò mì dân bằng bí từ rằng có khổ nói khổ, nhân dân ta vùng lên, chủ nghĩa cộng sản là thiên đường thì xã hội chủ nghĩa vân vân. Chúng hô hào tập hợp tầng lớp dân nghèo và xúi dục họ căm thù nông gia, gán cho giới phú điền là thành phần bóc lột cần phải trừng trị. Sau khi kích động được dân chúng thì cuộc cướp bóc bắt đầu xảy ra bằng bí từ cải cách tư điền, cải cách ruộng đất, vợ giết chồng, con giết cha, anh em giết nhau. Chủ thuyết cộng sản đã bị phương Tây vất xuống hầm cầu, sao Việt Nam còn đưa lên đầu mà đối. Tổ chức cộng sản là tổ chức đảo chánh thế giới, khủng bố quốc tế. Cộng sản vô thần lấy bạo lực bất công làm cơ sở luật lệ để cai trị quần chúng. Cộng sản vô thần nhân danh pháp luật để trấn lột toàn bộ của cải và tài sản của nhân dân. Tổ chức cộng sản là tổ chức chống lại loài người. Phát xít Hitler tuy tàn ác nhưng nó không giết người Đức, người Nhật. Cộng sản Việt Nam giết cả đồng bào, đảng viên, đảng cộng sản Việt Nam giết ông bà, giết cha mẹ, giết cả anh chị em, giết cả trẻ thơ. Cộng sản Việt Nam là chi bộ cộng sản Tàu, cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do thằng giặc Tàu Hồ Chí Minh tức siêu công lĩnh dựng lên. Đám Quốc hội Cộng sản Việt Nam 496 đứa, chúng nó là công cụ, là tay sai của Cộng sản Bắc Kinh. Đảng viên Đảng Cộng sản là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Cộng sản vô thần của trùm băng đảng diệt chủng Hồ Chí Minh là tổ chức phi nhân, phi nghĩa và phi pháp. Hãy cút khỏi Việt Nam. Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam là khắc tinh của chủ nghĩa cộng sản. Duy thật luật cộng là sách lược của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản tận gốc rễ. Toàn dân Việt Nam không thừa nhận sự phi pháp của cộng sản thì đó là điều cộng sản lo sợ nhất. Một mình thằng giặc cu hồ 100 triệu dân Việt cơ đồ tan hoang. Theo Tổng thống Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý phục hưng cơ đồ, ký tên đạp mặt Mao Hồ, triệt tiêu bè lũ côn đồ Bắc Kinh. Thằng giặc Bắc Kinh Hồ Chí Minh là kẻ thù số 1 của dân tộc Việt Nam. Chính nó là thằng cướp nước Việt Nam cho Tàu. Chính nó đã thay cờ Việt Nam. Chính nó đã thay tên nước Việt Nam. Chính nó đã ra chiến dịch đốt sách và ra mật lệnh truy diệt giới trí thức Việt Nam. Dân Nghệ An có biết không? 4,5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có biết lối sống vô luân, dâm đảng và thác loạn của tên Việt gian Hồ Chí Minh không? Nếu không thì hãy nhìn rõ những video và hình ảnh của thằng cha đẻ Cộng sản Việt Nam đi rồi sẽ biết. Hình thì thác loạn, hình thì dâm ô, hình thì như khỉ đột dưới mồ chui lên. Một tên thổ thủ lĩnh lũ yêu tinh ma quái, làm gì có đạo đức, nhân cách. 4,5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam toàn đồ bịp bợm, tuyên truyền lao tét. Tên Việt gian Hồ Chí Minh gián điệp Tàu Cộng là một tên thổ phỉ phi nhân, làm gì có đạo đức. Cho nên toàn bộ cái đám đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là đệ tử của thằng điên kia thì lấy đâu ra tư cách. Hồ Chí Minh một tên thổ phỉ không có tư cách pháp quyền thì đám đệ tử của tên thổ phỉ ấy lấy đâu ra tư cách pháp nhân mà đòi tiếp tục lãnh đạo dân, phá nát giang sơn gấm vóc và chà đạp linh thiêng tổ quốc. Tôi không hề nhỏ chút nào. 4,5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản cô hồn kia bây giờ đã nắm rõ quy tắc này chưa? Nếu đã nắm rõ rồi thì hãy trình bày công khai cho nhân dân Việt Nam biết về nguyên tắc này đi, kẻo không kịp. Bài thuyết trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Đại biểu Hoàng Thị Ca xin trân trọng kính cảm ơn công lao to lớn của Ngài Đức Quốc Công, trân trọng kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính cảm ơn toàn thể quý tướng lãnh, quý giới chức và toàn thể quý đồng bào đã lắng nghe, trân trọng. Dạ, cảm ơn bài thuyết trình của đại biểu. Và tiếp theo, mời Đại úy Trần Thanh Duy. Dạ, nhận năm. Đại úy Trần Thanh Duy, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Cùng quý đại biểu, Trần Thanh Duy xin được thuyết trình
về bài Quấn Từ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua đề tài Con Voi và Cọng Dây Thừng. Kính thưa quý vị, trong phòng SCC, vinh dự được nghe Đức Quốc Công Tổng thống Quấn Từ mẫu chuyện Con Voi và Cọng Dây Thừng với sự hiểu biết hạn hẹp của Trần Thanh Duy, như vừa nhận được một thông điệp quý báu của Đức Quốc Công Tổng thống để chúng ta cùng nhau vượt lên qua mẫu chuyện Con Voi. Nó có khả năng đạp nát những vật cản trước mặt, dù là bất cứ thứ gì, nhưng vì nó cứ nghĩ mà mình phải gắn liền với cọng dây thừng, nên nó nhu nhược và cứ nghĩ suốt đời phải quanh quẩn với cọng dây thừng, không lối thoát, nên nó mặc cho số phận, mặc cho ai nói gì hay khổ cực tới đâu, nó cũng không vùng lên, trong khi nó thừa sức có khả năng đó, cũng như chúng ta đây. Hiện nay, người Việt Nam chúng ta có hơn 90 triệu dân. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tiêu diệt Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, thì việc cứu nước không khó, vì nếu chúng ta đoàn kết, không có kẻ thù nào làm khiếp sợ được chúng ta, và chắc chắn phần thắng sẽ về ta. Chúng ta là người Việt Nam, có dòng máu Lạc Hồng lưu chảy trong từng con người chúng ta hơn 4.000 năm, oai hùng bất khuất, không lẽ nào trơ mắt ngó Tàu Cộng cướp nước ta sao? Không lẽ nào để chúng đem hóa chất độc hại giết lần giết mòn dân Việt Nam chúng ta sao? Cho nên, chúng tôi kêu gọi mọi người Việt Nam hãy cùng nhau đứng lên, đừng sợ sệt, đừng nghĩ mình là con voi, suốt đời phải gắn liền với cọng dây thừng vì tình yêu nước, yêu quê hương, yêu giống nòi Lạc Việt. Khi đất nước lâm nguy, phải cùng nhau xả thân cứu nước, ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vì đây là chính phủ chính danh hợp pháp, có quốc tế công nhận, có Mỹ song hành và đã có gần 8 triệu phiếu bầu của người dân Việt Nam trên toàn thế giới bầu ngài Đức Quốc Công làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, vì ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã cùng những nhà ái quốc Việt Nam đã lật mặt nạ Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, yêu cầu bọn Cộng sản Việt Nam đưa ra dấu răng tay của Hồ Chí Minh đang nằm tại Ba Đình, Hà Nội, và dấu răng tay của Nguyễn Ái Quốc còn lưu trữ tại sở Liêm Phóng Pháp Phòng Nhì của Pháp. Bọn Cộng sản Việt Nam không dám đưa ra dấu răng tay vì sợ bại lộ chân tướng, vì Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng, giả làm người Việt Nam để cai trị dân ta. Hắn là siêu côn lĩnh, con của siêu côn Quát, quê Vân Nam Trung Quốc. Đây là một chiến thắng ngoạn mục trong lịch sử mà Đức Quốc Công Đào Minh Quân mang lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhìn ra sự thật và cũng đã làm thức tỉnh những cán binh bộ đội đảng viên quay đầu về với chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng hòa đệ tam, vì bọn Cộng sản Việt Nam là bọn phi pháp, bọn cướp chánh quyền từ tay Thủ tướng Trần Trọng Kim. Bọn chúng, với cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng chỉ có 493 đại biểu khóa 12 trong 12 năm và chuyển tiếp khóa 13 với 496 đại biểu, và khóa 14 cũng chưa đầy 500 đại biểu, và chúng cũng đã giành hết số ghế đại biểu quốc hội. Chúng chỉ biết cướp và hà hiếp người dân từ Bắc vào Nam. Tiếng kêu than quán của người dân thấu tận trời xanh. Giờ đây, chúng còn ra thông báo quản lý Facebook, mạng, email với ba mục tiêu. Một, chúng muốn hù dọa và dơ dét túi tiền của người dân. Nếu ai đăng tin cá nhân của người khác như đời tư, chính trị, dân dân, phạt từ 50 triệu đến 80 triệu và có thể bị bỏ tù. Hai, chúng muốn làm cho việc trưng cầu dân ý chậm trễ tiến trình của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời về nước. Ba là chúng đánh lừa quốc tế là chúng đang quan tâm người dân và trẻ em Việt Nam. Cho nên, chúng ta là người Việt Nam phải sáng suốt, đừng bị chúng lừa, vì đây là âm mưu của Tàu Cộng, và hãy đứng lên cùng chúng tôi ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, và cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ,
không làm khổ dân. Đức Quốc Công Đào Minh Quân vấn từ rằng tà thiết cộng sản của ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi, nhưng bởi vì dân ta ngộ nhận, nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn ra sự thật, không hợp tác với chúng thì cộng sản sẽ bị tan rã. Lời của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Chúng tôi kêu gọi người dân quốc nội hãy tỉnh thức và vững lòng tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chính phủ này chính danh hợp pháp, có 1.070 đại biểu được chọn lựa từ 85.672 thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và hiện nay đã lên hơn 87.000 vị, và số phiếu trưng cầu dân ý đã lên gần 8 triệu phiếu. Chính phủ được Mỹ song hành và 27 nước Âu Châu ủng hộ. Người dân hãy sáng suốt, giữ vững lòng tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Khi hiện diện trên đất nước Việt Nam, Đức Quốc Công Đào Minh Quân sẽ ban tặng những đặc ân cho tất cả người dân Việt Nam. 1. Sẽ miễn thuế 3 năm cho tất cả người dân Việt Nam. 2. Trợ cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm ngay lập tức. 3. Không phải trả những món nợ khổng lồ, kể cả vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, thuốc men và lúa mì mà Tàu Nga Liên Xô đã cung cấp cho Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 và trong chiến tranh đang bị tính lãi rất cao. 4. Được hưởng lợi tức chia lời từ việc khai thác dầu khí và các nguồn tài nguyên phong phú của quốc gia đang bị bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cất vào túi riêng. 5. Những người không có nhà cửa sẽ được cứu xét cấp phát hoặc cho thuê với giá rẻ, có chương trình được làm chủ sau khi hết hàng thuê mướn, hầu giải quyết khó khăn mà người dân Việt Nam phải gánh chịu bao nhiêu năm qua. Người dân quốc nội còn chần chờ gì nữa, hãy trưng cầu dân ý qua hệ thống điện toán thông minh an toàn www viết tắt tcgi.us để thể hiện lòng yêu nước và nói lên chúng tôi không muốn sống với chế độ cộng sản nữa, để tỏ lòng đến Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Toàn dân Việt Nam kính cảm ơn công đức to lớn và tình thương của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân dành cho toàn dân Việt Nam. Chúng ta ghi khắc và hưởng ứng lời hiệu triệu của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Hỡi các đại dũng sĩ Tân Dân Chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh, đứng dậy này truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là cớ tổ quốc tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu, tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Tổng thống Đào Minh Quân. Trần Thanh Nhi đã đọc xong phần thuyết trình của mình. Trân trọng kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng. Dạ, cảm ơn phần thuyết trình của Đại úy. Tiếp theo mời Đại úy Nguyễn Ngọc Long. Đại úy Nguyễn Ngọc Long, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng toàn thể quý vị. Và sau đây, tôi xin truyền tải đến quý vị cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước về một phần tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân dựa trên Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa đã được Đức Quốc Công ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 và cũng đã được Quốc hội khóa 1 Đệ tam Việt Nam Cộng hòa thông qua với 1.070 vị đại biểu đại diện cho toàn dân Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua bài viết Truyền thông vô lương tâm. Cụ thể như trong Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa ở chương 3.4 Quyền dân ý và truyền thông công lý, mục 3.4.3 Truyền thông vô lương tâm đã được Đức Quốc Công soạn thảo và ban hành như sau.
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ dân chủ tự do rất tôn trọng đệ tứ quyền, vì giải thể một chế độ tham nhũng, thối nát, vô đạo, bất nhân, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt, như tập đoàn Tàu quyền Cộng sản tại Việt Nam là một quá trình đầy gian nan nguy hiểm, đòi hỏi sự đoàn kết, hợp lực của toàn dân. Nhiệm vụ của giới truyền thông báo chí, Việt ngữ rất quan trọng, phải chung góp bổn phận và trách nhiệm giải cứu đất nước như mọi người Việt Nam khác. Vì vậy, giới truyền thông, phóng viên, ký giả luôn được tôn trọng, quyền phê bình, xây dựng, chuyển tải sự thật luôn được khuyến khích và đề cao. Vì tầm ảnh hưởng của giới truyền thông, báo chí rất quan trọng đối với quần chúng. Như chúng ta thấy, ở mục 3.4.3 này, Đức Quốc Công đã nhấn mạnh rằng, tầm ảnh hưởng của giới truyền thông báo chí rất quan trọng đối với quần chúng. Vâng, thưa quý vị, Đức Quốc Công nói không sai. Sở dĩ tập đoàn Cộng sản đã sát hại Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 và cướp chính quyền của Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tập đoàn Tàu quyền Cộng sản được thành công, phần lớn là chúng dựa vào truyền thông. Sở dĩ Đức Quốc Công gọi truyền thông vô lương tâm là vì bọn truyền thông không có trái tim, không có đạo đức nghề nghiệp, bẻ cong sự thật làm cho dân chúng lầm tin, dẫn dắt người dân theo con đường tà quyền mà tập đoàn Cộng sản đã vẽ ra. Sở dĩ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo còn lưu vong tại Hoa Kỳ đến ngày hôm nay là hoàn toàn do bọn truyền thông bất lương, chúng vô lương tâm. Vì một ít đồng tiền dơ bẩn của Cộng sản mà chúng đang tâm che giấu đi sự tồn tại của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Mạnh Quân lãnh đạo, đang ngày đêm tranh đấu để giành lại sự tự do cho toàn dân tộc Việt Nam, thoát gông cùm Cộng sản và nạn diệt chủng của Tàu Cộng. Sở dĩ người dân còn nghèo đói, mất dân quyền hay trẻ em phải lang thang bán vé số dạo, không được đối xử học hành tử tế và nạn mất nhà mất đất, và những người lao động đang phải ngày đêm làm việc để trả những đồng nợ công mà tập đoàn Cộng sản đã vay mượn quốc tế để chúng chia chác cho nhau. Tất cả đều là do bọn truyền thông bất lương đã che giấu đi sự thật. Chính phủ này do Đức Quốc Công lãnh đạo là hoàn toàn phục vụ cho người dân, là để giải cứu đất nước thoát họa diệt chủng của Cộng sản Tàu, được tập đoàn Cộng sản Việt Nam to gặt với Tàu Cộng, đang âm mưu biến nước ta thành một tỉnh lỵ của Tàu. Chính phủ này do Đức Quốc Công lãnh đạo là để kiến thiết đất nước đang trong hoang tàn đổ nát mà tập đoàn Cộng sản đã xé nát, hoang tàn sau bao nhiêu năm chúng vơ vét bỏ túi ghim. Chính phủ này do Đức Quốc Công lãnh đạo không phải để cai trị người dân mà để phục vụ, là để bù lại những tổn thương, những mất mát, những đau buồn tủi nhục mà tập đoàn Cộng sản đã gây ra với người dân Việt Nam. Vậy mà những gì chính phủ này do Đức Quốc Công lãnh đạo đều chưa được người dân đón nhận mạnh mẽ, còn e dè sợ sệt, người dân chưa hiểu được thế nào là nhân quyền, là tự do, là hạnh phúc, kéo dài sự cai trị độc tài độc ác của Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều là do bọn truyền thông vô lương tâm đã che đậy đi sự thật, che giấu đi sự chính danh hợp pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, che giấu đi những công lao, sự tận tụy của một vị tổng thống tài đức vẹn toàn, đó là ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Bọn truyền thông bất lương còn che giấu đi sự độc tài độc ác cũng như sự thật của Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng. Kính thưa quý vị, như trong Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa 3.4.3 đã từng nói, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ dân chủ và tự do, rất tôn trọng đệ tứ quyền, vì đệ tứ quyền chính là quyền dân ý và truyền thông công lý, được đặt ngang hàng với hành pháp, tư pháp và lập pháp, vì truyền thông rất quan trọng trong việc giải thể một chế độ tham nhũng, thối nát, vô đạo, bất nhân, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt như tập đoàn Tàu quyền Cộng sản tại Việt Nam, là một quá trình đầy gian nan và nguy hiểm, đòi hỏi sự đoàn kết, hiệp lực của toàn dân. Nhiệm vụ của giới truyền thông Việt ngữ rất quan trọng, quyền phê bình, chuyển tải, xây dựng luôn được khuyến khích và đề cao. Nếu như ngày hôm nay giới truyền thông Việt ngữ biết được những sự bất bình, bất công và sự cai trị độc tài độc ác của tập đoàn Tàu quyền Cộng sản dành cho dân tộc Việt Nam, biết được Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lèo lái con thuyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để phục vụ nhu cầu tự do dân chủ, phục vụ cho đời sống cao quý cho người dân Việt Nam, mà họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn to gặt với Cộng sản Việt Nam, che giấu đi sự thật, thối nát, tham nhũng, vô đạo, bất nhân, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt,
thì quả thật họ chính là những người đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến công cuộc cứu nước thoát quả cộng sản và nạn diệt chủng của Tàu đối với dân tộc ta, cũng như bọn truyền thông bất lương đã trực tiếp giúp cho bọn Tàu quyền cộng sản tiếp tục cai trị nhằm kéo dài sự đau khổ của người dân, thì có thể nói đây là tội ác mà bọn truyền thông bất lương đã trực tiếp bức tử dân ta. Kính thưa quý vị, Đức Quốc Công đã từng dạy rằng đâu mặt lại nhìn nhau là dân Việt. Cho dù quý vị có phục vụ cho ai, có từng nhận tiền của ai thì quý vị vẫn là dân Việt, vẫn là con cháu của nồi giống Lạc Hồng. Điều đó là bất di, bất diệt, không bao giờ và không có một đảng phái nào thay đổi được. Chỉ cần quý vị chịu nhìn vào sự thật, nhìn vào sự tận tụy của Đức Quốc Công muốn đem đến cho dân tộc Việt Nam. Chỉ cần quý vị góp sức vào một câu nói đầy chính nghĩa cho chính phủ. Chỉ cần quý vị không hợp tác với Cộng sản thì Cộng sản sẽ bị Đức Quốc Công, Đào Minh Quân triệt tiêu vĩnh viễn. Chỉ cần quý vị nhìn vào môi trường sinh thái ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng ở Việt Nam như việc bô xít tài nguyên, Cộng sản Việt Nam đã không dám lên tiếng để cho Tàu Cộng làm thối đất nông dân, khiến cho việc trồng trọt của người dân mất mùa, hao tổn tài sản. Còn như nhà máy Formosa của Tàu, chúng thả chất độc ra vùng ven biển nước ta, khiến cá chết hàng nghìn tấn, người dân thì bị ung thư tràn lan. Vậy mà tập đoàn Cộng sản lại không dám lên tiếng, cúi đầu trước những tên ngoại bang. Thấy được thảm cảnh đó, Đức Quốc Công đã đệ đơn kiện nhà máy Formosa tại Tòa Liên Hiệp Quốc đòi bồi thường cho người dân Việt Nam. Nhưng lại một lần nữa, toàn bộ số tiền mà Formosa bồi thường cho người dân Việt Nam đều rơi vào tay Cộng sản để chia chác cho nhau. Một lần nữa, chúng tôi muốn kêu gọi người dân, cán binh bộ đội và đặc biệt là giới truyền thông, hãy nhìn vào những thảm cảnh của người dân Việt Nam, hãy nhìn vào cái mà Cộng sản thường nói chủ nghĩa Cộng sản có thật sự đem lại đời sống cao đẹp cho người dân, có đem lại đời sống tự do, hạnh phúc thật sự cho người dân không, hay chỉ toàn là những đau khổ với sự cai trị độc tài và ác của tập đoàn Tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta phải chung tay góp sức với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, với Đức Quốc Công Đào Minh Quân, mỗi người trong chúng ta cần lên tiếng cho chính phủ một câu nói đầy chính nghĩa. Mỗi người trong chúng ta cần có một trách nhiệm với con cháu chúng ta, trách nhiệm với cả dân tộc Việt Nam dưới tay diệt chủng của Tàu Cộng. Cùng nhau chúng ta mỗi người trên tay một lá phiếu bầu chọn cho ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân để giải thể bọn Tàu quyền Cộng sản Việt Nam, đem lại đời sống tự do dân chủ thật sự cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Cùng nhau ta cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho vị lãnh đạo tối cao của chúng con, đó là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, sớm ngày hoàn thành chí nguyện giải thể bọn Tàu quyền Cộng sản Việt Nam và đuổi giặc Tàu về phương Bắc, cứu quốc an dân, đem lại đời sống cao đẹp, tự do và dân chủ cho toàn dân tộc Việt Nam. Trân trọng. Dạ, con đại quý Nguyễn Ngọc Long xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công và toàn thể quý vị. Dạ, bài thuyết trình của A1202 xin được tạm dừng tại đây. Dạ, dạ, cảm ơn bài thuyết trình của đại úy. Dạ, tiếp theo kính mời thiếu tướng Lê Hồng Sơn. Dạ, nhận năm. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam cùng tất cả quý vị. Hôm nay, tôi hân hạnh được trình bày một phần về tiểu sử của Đức Quốc Công qua chủ đề tình yêu thương là chân lý, là đức tính cao thượng được thể hiện qua sự hy sinh, buông bỏ, nhẫn nhục, chịu đựng và tha thứ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, sau khi Đức Quốc Công rời sa mạc và trong một chuyến công du thăm hỏi đồng bào tại Canada, trong lúc mọi người đang ân cần vây quanh Đức Quốc Công trong hội trường để trò chuyện, thì đột nhiên xuất hiện một anh thanh niên ăn mặc rất lịch sự và bảnh bao, tiến tới gần và nói với Đức Quốc Công: tôi nhìn tướng của ông không có điểm nào là một thủ tướng được. Đức Quốc Công trả lời với anh thanh niên: vậy theo anh, một thủ tướng thì tướng phải ra sao? Anh thanh niên không trả lời mà phun nước miếng vô mặt Đức Quốc Công một cái phẹt. Đức Quốc Công đưa tay lên mặt, gạt nước miếng của anh thanh niên phun và cười nhẹ nói: anh không có đánh răng hay sao mà nước miếng của anh hôi quá. Anh thanh niên không nói gì và tiếp tục phun nước miếng lần thứ hai vô mặt Đức Quốc Công.
một cái phẹt. Lần này thì nhiều đồng nghiệp đứng gần kéo anh thanh niên thô tục vô văn hóa kia, nhưng Đức Quốc Công ngăn lại, rồi ngài gạt nước miếng trên mặt và từ tốn nói với anh thanh niên: bao tử anh hơi yếu nên ăn uống cẩn thận lại. Anh thanh niên đã cố tình sỉ nhục Đức Quốc Công trên cương vị là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lúc bây giờ trước nhiều người đang chứng kiến. Vậy mà Đức Quốc Công vẫn không có phản ứng tức giận hay nóng nảy, mà ngược lại còn can ngăn những đồng nhiệm của ngài không cho lôi kéo anh ta. Tự nhiên anh ta chắp tay xá Đức Quốc Công rồi nói với ngài: thầy tôi nhờ tôi đến đây để nhắn nhủ thủ tướng đừng quên sa mạc tù nghĩa đường. Sau đó anh ta xin lỗi mọi người rồi bỏ đi. Trong tình huống mất tôn nghiêm mà tôi vừa kể cho quý vị nghe, Đức Quốc Công chẳng những không làm gì anh thanh niên đó, mà trái lại ngài còn can ngăn không cho ai làm tổn thương anh ta, vì ngài luôn giữ lời thề hứa khi ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Tôi còn nhớ ngài Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với hai dòng nước mắt khi quỳ lại khấn nguyện trước bàn thờ tổ quốc và quỳ nhận quốc bảo dân sự Việt. Hai dòng nước mắt đó ngài nguyện đau cùng nỗi đau của dân tộc, nguyện nhục với cái nhục mất nước cùng với lời thề hứa trước bàn thờ tổ quốc, trước 72 kiến họ tiêu biểu trong ba thế hệ Việt Nam, rằng ngài sẽ chịu đựng mọi sự sỉ nhục thậm tệ nhất dành cho ngài để bằng mọi cách tìm ra con đường giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Ngài nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình, tự do và cơm no áo ấm cho đồng bào Việt Nam. Tại sao ở hải ngoại có nhiều chính phủ giả mạo được dựng lên và có nhiều hội đoàn tổ chức chống cộng mà Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không thèm đếm xỉa tới, mà phải dùng rất nhiều tiền để thuê mướn truyền thông bất lương che giấu thông tin của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ chính danh, hợp pháp và duy nhất đại diện cho đất nước Việt Nam do ba thế hệ Việt Nam là lão niên, trung niên, thanh niên khai sinh. Tại sao chúng thuê mướn hết tên Việt gian này đến tên Việt gian khác quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thêm vào đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công có những ưu điểm chiến lược sau đây mà không có bất cứ hội đoàn nào, tổ chức hay cá nhân nào có được. Thứ nhất, Đức Quốc Công đã lột mặt nạ tên thổ phỉ gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh ngay tại cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Thứ hai, Đức Quốc Công thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để vô hiệu mật ước Thành Đô. Thứ ba, Đức Quốc Công chấp nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà không có một ai khác dám đứng ra nhận. Thứ tư, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công được chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp 28 nước Âu Châu công nhận qua những công hàm trao đổi. Thứ năm, Đức Quốc Công là người Việt Nam duy nhất là thành viên chủ nhân Hot Committee của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, và hai lần Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ mời ngài đến thư viện Nixon tuyên bố tiếp tục đấu tranh giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam và tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Thứ sáu, Đức Quốc Công cũng là người Việt Nam duy nhất được Chủ tịch Hội Siêu quyền lực Hoa Kỳ ngài Jim Daytona và Chủ tịch Hội đồng Điều hành của thành phố Los Angeles đích thân mang tuyên dương của chính phủ Hoa Kỳ và của Hội đồng thành phố Los Angeles đến tại quận Cam với nội dung khen ngợi, trân trọng, công nhận thành tích trong hơn 30 năm phục vụ cộng đồng quận Cam và thế giới để trao cho Đức Quốc Công, đồng thời ca ngợi lòng thiện nguyện và sự tích cực của Đức Quốc Công trong thành ý phục vụ và phát triển thương mại của cộng đồng và nhân loại. Thứ bảy, Đức Quốc Công kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam ra Tòa Hình sự Quốc tế ICC do Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và song hành cùng chính phủ Hoa Kỳ cho đóng băng 617 tỷ Mỹ Kim mà chúng đã cướp bóc của người dân Việt Nam, ăn cắp tài sản quốc gia đem giấu tại Hoa Kỳ. Thứ tám, Đức Quốc Công khai sáng ra nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2018 tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ
và ngày 11 tháng 11 năm 2018, thuận theo ý kiến đồng bào với trên 4 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân Việt Nam trên toàn thế giới, cùng với lá thư thỉnh cầu Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm tổng thống của các tướng lãnh cao cấp và quý đại biểu, thành viên trụ cột trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thời bấy giờ, cùng ký tên bầu Đức Quốc Công làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đệ tam. Ngài đã đăng quang tại tụ nghĩa đường. Thứ 9, Đức Quốc Công có 2 vụ kiện Tàu Cộng. 1. Tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC. 1. Tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đòi bồi thường 38.000 tỷ Mỹ Kim. Và đặc biệt ở điều thứ 10 này, Đức Quốc Công là người duy nhất trên thế giới này tuyên bố triệt hạ tận gốc rễ chế độ tà quyền cộng sản trên quê hương Việt Nam nói riêng cũng như khắp hoàng vũ này. Nói chung, những điều tôi vừa nêu ở trên là lý do hiện nay truyền thông bất lương những thành phần Việt gian được sự thuê mướn của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và triệt hạ uy tín cá nhân của Đức Quốc Công bằng mọi thủ đoạn. Đức Quốc Công đã từng huấn từ rằng khi chúng ta thắng thì người dân Việt Nam có hàng ngàn tỷ đô la, có nghĩa là Cộng sản Việt Nam mất, Tàu Cộng sẽ mất. Nên bây giờ chúng nó bỏ ra vài tỷ, vài chục tỷ, thậm chí là vài trăm tỷ đô la không ăn thua gì đâu. Và Đức Quốc Công cũng đã cho tất cả chúng ta biết rằng Ngài bị mạt sát, bị chửi nhiều lắm. Một ngày nào đó mà chúng ta thu lại những gì họ chửi Ngài thì nó sẽ đè chúng ta tới mấy trăm năm chứ không phải là mấy năm đâu. Cách đây hơn 30 năm, nhiều khi cầm chén cơm ăn mà Đức Quốc Công chảy nước mắt. Ngài là chủ của nhiều hãng, nhân viên của Ngài tôn trọng Ngài biết bao nhiêu. Chẳng những vậy, khi Đức Quốc Công còn là chủ tịch của công ty Dow Computer thì Mao Hứa là con trai ngoại hôn không thừa nhận của Mao Trạch Đông đã từng gửi thư mời Ngài qua dạy về quy trình ứng nghiệm của hệ thống BIOS cho máy điện toán do nước Tàu sản xuất và phát triển tại Hoa Kỳ. Hệ thống điện toán này có tên là RISC-V System, được sản xuất tại Bắc Kinh. Trong thư mời Ngài, họ mời Ngài và người của Ngài đến nước Tàu bất cứ lúc nào nếu Ngài muốn. Rồi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gửi 2 công hàm cho Đức Quốc Công, đều xưng hô với Ngài bằng một sự kính trọng, honorable. Đặc biệt hơn nữa là Chủ tịch Hội Siêu quyền lực Hoa Kỳ, Ngài Jim D'Antona, là bạn của Đức Quốc Công và rất tôn trọng Đức Quốc Công. Vậy mà từ khi Đức Quốc Công hy sinh đi tất cả, từ tiền tài, sự nghiệp cá nhân, tuổi thanh xuân cùng hạnh phúc gia đình để nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì bị chửi như cái mền rách. Một tài sản khổng lồ là hệ thống BIOS cùng với 25 chi nhánh Dow Computer mà Đức Quốc Công đã hy sinh bán đi, đang trên đường tiến đến đỉnh vinh quang để giúp đỡ đồng bào của Ngài ở 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á, bị cưỡng bắt hồi hương, phát gạo cho đồng bào nghèo ở quốc nội, lo cho các bé mồ côi tại Việt Nam bị cộng sản Việt Nam bỏ rơi và làm chi phí cho hoạt động của chính phủ. Đức Quốc Công hy sinh đi tất cả những cái vinh quang đó để chọn cho Ngài con đường khổ nạn tu tâm, thiền định nơi sa mạc Adelanto đầy khắc nghiệt. Tại sao Đức Quốc Công lại chọn buông bỏ đi tất cả và chọn cho Ngài con đường khổ nạn như vậy? Thứ nhất, Đức Quốc Công buông bỏ đi tất cả là để Ngài toàn tâm toàn ý lo cho công cuộc giúp dân, cứu nước. Thứ hai, Đức Quốc Công biết Ngài còn trẻ và đang thành công vượt bậc thì ít nhiều gì Ngài cũng sẽ có sự tự kiêu, tự cao về khả năng vượt bậc của mình. Cho nên điều đầu tiên là Ngài phải diệt cái bản ngã của Ngài trước. Thứ ba, Đức Quốc Công muốn thử thách bản thân Ngài về sự chịu đựng những khắc khổ và nguy hiểm nơi sa mạc. Sa mạc Adelanto cách đây hơn 30 năm về trước là nơi hoang mạc, ngày nắng nóng cháy da, đêm xuống lạnh thấu xương và đầy sỏi cát. Nơi đây chỉ có những đàn chó sói hoang dã hung dữ và bên cạnh đó là những con rắn rung chuông đầy độc tố nguy hiểm sẽ gây chết người. Lúc đầu đi cùng Ngài đến sa mạc là có vài đồng nhiệm rồi cùng xây một căn lều để ở tạm. Nói là căn lều
chứ thực chất chỉ là một tấm bạt che mưa che nắng thôi. Không bao lâu thì vài đồng nhiệm đó cứ lần lượt thưa dần vì đồ ăn thức uống mang theo đã cạn kiệt, cùng với khí hậu khắc nghiệt đã làm cho họ không thể chịu nổi. Và chỉ còn lại duy nhất có một người, đó là ông Trần Văn Ấm, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng rồi cũng vì phải lo mưu sinh nên ông Trần Văn Ấm cũng đã rời sa mạc. Cuối cùng chỉ còn một mình Đức Quốc Công độc hành nơi sa mạc khắc nghiệt này. Lúc đầu có nhiều người thì những con thú hoang hung dữ nơi sa mạc chưa dám lại gần. Nhưng sau khi không còn ai bên cạnh Đức Quốc Công thì nguy hiểm cũng bắt đầu tìm đến ngài. Có một hôm trong đêm tối, chợt Đức Quốc Công thấy có nhiều cặp mắt xanh lè của đàn chó sói đang đi tìm mồi xuất hiện xung quanh ngài. Trong khoảnh khắc đó, ngài đã bất động và hầu như không còn tâm trí để suy nghĩ gì hết. Nhưng thật kỳ lạ, đàn chó sói đó chẳng những không làm gì tổn thương đến ngài, mà chúng lại âm thầm, lặng lẽ bỏ đi. Và những ngày liên tiếp sau đó, chúng cũng vẫn cứ quanh quẩn gần căn lều mỏng manh của ngài. Đức Quốc Công đã không hề đề phòng chúng, mà ngược lại, ngài dùng tình yêu thương của ngài, ân cần, chia sẻ những phần thức ăn quý giá của ngài cho chúng ăn. Chẳng những vậy, ngài sợ thức ăn sẽ dính đầy sỏi cát, nên cẩn thận lót trên một tấm giấy cho sạch sẽ. Tình yêu thương của Đức Quốc Công mang đến sa mạc Adelanto đã cảm hóa đàn chó sói hung dữ cùng loài rắn lung chuông đầy độc tố nguy hiểm trở nên hiền hòa và phải bỏ đi nơi khác. Đức Quốc Công chịu khổ nạn, tu tâm, thiền định, ngồi ở căn lều mỏng manh nơi sa mạc trong sự im lặng để làm gì? Để ngài gánh tất cả nghiệp chướng của dân tộc Việt Nam lên thân ngài. Và ngài nguyện Thượng Đế Trời Phật chứng giám tấm lòng thành của ngài và mặc khải cho ngài tìm ra con đường giải cứu cho dân tộc Việt Nam mà không phải can qua một cuộc chiến tranh gây tang thương, đau khổ cho người dân. Ta trở về đây, tuệ ngát hương, đồng khô hồ cạn, luyện tâm thường, nắng sương thử thách, anh hùng chí, gió cát thi gan tụ nghĩa đường, gốc một cành khô, gom tám hướng, trời non lá thấm, chỗ muôn phương, đợi chờ quốc vận, cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng, hội cố hương. Bài thơ Tụ Nghĩa Đường do Đức Quốc Công sáng tác năm 1991 đã nói lên tất cả tình yêu thương cùng với sự hy sinh cao cả của ngài dành cho cả một dân tộc Việt Nam. Một nơi sa mạc cằn cõi đầy sỏi, ngày nắng nóng cháy da, đêm xuống lạnh thấu xương, và sự sống hầu như rất hiếm hoi, nếu có cũng chỉ là những đàn chó sói hung dữ cùng loài rắn rung chuông đầy độc tố nguy hiểm. Nơi mà tưởng chừng như sự sống thật hiếm hoi đã thay đổi đầy sức sống bằng tình yêu thương của Đức Quốc Công. Và rồi dòng nước ngầm trong lòng đất không ngừng chảy, dòng nước trong lành mát mẻ đã mang sự sống cho cây trái đâm chồi nảy nở, cây sầu đâu đã đâm chồi, trổ hoa, kết trái và vươn mình khoe sắc. Sự sống từ đó đã được tái sinh mãnh liệt, đầy tình yêu thương. Tôi cho rằng vị sư phụ của anh thanh niên đó đã thử thách cùng với lời nhắn gửi đến Đức Quốc Công là người phải gánh chịu kiếp nạn của đất nước và nghiệp chướng của người dân Việt Nam, nên phải chịu bỏ tất cả tiền tài, danh vọng, hạnh phúc, giàu sang, phú quý để vào sa mạc nhọc nhằn tu tâm thiền định thì mới cứu được tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong tay loài quỷ đỏ cộng sản. Cho dù tưởng chừng như tuyệt vọng không lối thoát, nhưng tương lai sẽ được khai thông dòng sinh mệnh của dân tộc, đem lại thái hòa an lạc cho muôn dân. Đó cũng là lý do khi bị lăng mạ, bị sỉ nhục thì Đức Quốc Công lại nghĩ tới những đau khổ của đồng bào, nên ngài nhẫn nhịn chịu đựng vì ngài thương đồng bào của ngài nhiều lắm. Tình yêu thương của ngài dành cho đồng bào bao la vô bờ bến như vậy đó. Chúng ta nên thấy tội nghiệp và thương Đức Quốc Công. Nếu chúng ta thương ngài thì hãy tự mình có sự yêu thương để mà nhẫn nhục tha thứ. Có lần Đức Quốc Công kể cho chúng ta nghe về thời gian tĩnh tu nơi sa mạc. Lúc đó ngài đọc rất nhiều sách, và khi đọc xong ngài đã đốt đi hết. Ngài đốt đi hết
không phải để cho Ngài cố nhớ không quên những gì đã đọc, mà là Ngài đã giác ngộ ra chân lý tối cao nhất mà Thượng Đế Trời Phật đã ban tặng cho con người, đó là tình yêu thương. Chúng ta cũng đã thấy ngọn lửa yêu thương của Đức Quốc Công đã lan tỏa bất cứ nơi nào Ngài đến. Khi còn là thiếu niên 14 tuổi, Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương cùng với niềm vui đến cho những đứa con nít bằng những lon coca còn nguyên vẹn. Trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương cùng với sự tha thứ cho em bé bộ đội đã giơ cây mã tấu chém vào đầu Ngài, để em bé đó có cơ hội hòa nhập vào một cuộc sống mới để làm mới lại chính mình. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương đến cho đơn vị hắc hộ Black Tiger, đi không tiếng, về không lời, gồm tất cả 54 chiến sĩ, là tính luôn cả Ngài, qua lần thay sữa bằng rượu của thuộc cấp dành cho Ngài, với một thông điệp đầy tình yêu thương. Mình sẽ có những khổ nhục đắng cay mà cùng chịu với nhau. Anh em đã đổ vào đây, thì tôi sẽ không nhổ xuống đất, tôi sẽ uống hết vô trong bụng. Thông điệp yêu thương này đã tạo nên một sự đoàn kết tuyệt đối. 54 người như một người và một người như 54 người. Qua đó, bảo toàn quân số tuyệt đối trong suốt cuộc chiến thập tử nhất sinh chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương, lâu đài tình ái đến một nơi chỉ có sự thù hận, đó là trại tù Bù Gia Mập. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương cùng với một tương lai đầy tươi sáng cho 524 thuyền nhân trên con tàu lịch sử VNKG-0602. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương đến cho đồng bào của Ngài ở trại tị nạn Pulau Tangga, Mã Lai, có được một cuộc sống yên ổn cùng những cuộc thi đua thể thao và những chương trình ca nhạc đầy tiếng cười hạnh phúc. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm và an ủi cho đồng bào của Ngài ở 17 trại tị nạn Cộng sản vùng Đông Nam Á. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương sưởi ấm cho bốn mẹ con xấu số trên đường vượt biển trốn chạy Cộng sản đến một nơi an nghỉ đầy tình yêu thương ấm áp của Ngài. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương đến sa mạc Adelanto, làm cho nguồn nước trong lành reo hò trong lòng đất khô cằn đầy sỏi cát, và cây sầu đâu cũng đã vươn mình khoe sắc, từ đó làm tái sinh một vùng đất sa mạc cằn cỗi. Adelanto tưởng chừng như không có sự sống trở nên đầy sức sống. Ngọn lửa yêu thương mà Đức Quốc Công mang đến tụ nghĩa đường đã tỏa sáng khắp sa mạc Adelanto và đã trở thành ngọn lửa bất tử của dân tộc Việt Nam. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương để tha thứ cho chính kẻ thù của Ngài là những đảng viên Cộng sản Việt Nam biết thức tỉnh, quay đầu về với chính nghĩa quốc gia dân tộc qua chủ trương và đường lối bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngọn lửa yêu thương này sẽ hóa giải nghiệp chướng cho cả một dân tộc Việt Nam. Oan oan tư báo khi nào dứt, đời đời trói buộc há ngẫu nhiên, chi bằng cùng thầy đều hóa giải. Người thầy đạo đức cao thượng có trái tim của Phật, của Chúa, đó chính là Đức Quốc Công. Ngài không đưa người ta vào đường cùng khi đã lỡ lầm gây tạo tội lỗi, ngược lại còn cho người lầm lỗi biết thức tỉnh, có cơ hội quay về với chánh đạo để làm mới lại chính mình. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương để hồi sinh một đất nước Việt Nam đầy tang thương và hận thù sẽ trở nên phú cường và tràn đầy tình yêu thương qua bản hiến pháp đề Tam Việt Nam Cộng Hòa do chính tâm huyết của Ngài được bao hàm trong bốn chữ không làm khổ dân. Đức Quốc Công đã mang ngọn lửa yêu thương đến cho khắp hoàng vũ này qua chủ thuyết tân dân chủ do chính Ngài đề ra để giải thoát đi sự đau khổ cho nhân loại mà tà thuyết chủ nghĩa Cộng sản đã mang đến. Chúng ta phải noi gương Đức Quốc Công, cố gắng biết dùng tình yêu thương để xây dựng cho nhau, giúp đỡ cho nhau và cùng nhau đoàn kết một lòng. Vì hiện nay, chúng ta đang có được vinh dự theo phò trợ Đức Quốc Công cho công cuộc giúp dân, cứu nước. Cuộc chiến này là cuộc chiến tâm trị, dùng sự thật để thắng dối trá,
dùng chính nghĩa để thắng tà ác, dùng tình yêu thương, sự tha thứ và đoàn kết để thắng sự hận thù và chia rẽ. Chúng ta phải đem hết tâm huyết cùng một trái tim rực lửa. Lửa đây là lửa yêu thương, lửa phục vụ. Chúng ta hãy cùng Đức Quốc Công thắp lên ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn, cùng với một trái tim rực lửa để xua tan đi mùa đông lạnh giá nơi quê mẹ Việt Nam đang mong mỏi từng ngày qua lời kết trong nhạc phẩm Lời Cuối Yêu Thương mà Ngài đã sáng tác và thể hiện tràn đầy tình yêu thương và ấm áp. Người ơi hãy thắp ngọn nến cao trong hồn và tim chia sẻ nỗi xót đau tràn dân. Ngày mai suối reo giữa lòng sâu đất khô, nụ hồng khoe sắc không màu mắt yêu thương. Đây cũng là thông điệp của Đức Quốc Công nhắn gửi đến cho toàn thể nhân loại khắp hoàng vũ này. Sống là để yêu thương. Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi phù hộ độ trì, gia hộ cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, luôn luôn được mạnh giỏi, dồi dào sức khỏe và mau sớm đạt được thành tựu đại chí nghiệp, giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Xin ban cho trí tuệ và trí huệ của Ngài luôn minh sáng để dẫn đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ tự do, hạnh phúc, an lạc và thái hòa của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin ban cho tất cả các đồng nhiệm chúng con luôn biết dùng tình yêu thương để cùng nhau đoàn kết, quyết tâm một lòng phò trợ Đức Quốc Công cho công cuộc giúp dân cứu nước. Bài thuyết trình của tôi đến đây đã kết thúc. Kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam cùng tất cả quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Dạ, cảm ơn bài thuyết trình của Thiếu tướng. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được xuất bản vào tháng 2 năm 2020, được in thành những quyển sách nhỏ đầy giá trị, đó là Pháp An Dân Trị Quốc. Toàn văn bản của Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 81 trang, chính yếu dựa trên bản hiến ước lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân lúc còn trọng nhiệm là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã soạn thảo và ký ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 2009, sau đó được Quốc hội khóa 1 thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2020 và Tổng thống đã ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 5 phần. Phần thứ nhất, lịch sử hình thành Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Phần thứ hai, đề cương. Phần thứ ba, cơ chế. Phần thứ tư, phụ khoản. Phần thứ năm, ban hành. Trong hiến pháp có gì? Trong hiến pháp có đầy đủ quyền lợi của một công dân Đệ Tam khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về nước. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được bình chọn và đánh giá rất cao về những lợi ích thiết thực của công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Làm sao để có hiến pháp này? Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được cấp phát miễn phí cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước mà không thu bất kỳ chi phí nào. Những ai có nhu cầu xin vui lòng liên lạc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Trung tướng Huệ Lâm hoặc Truyền thông Công lý. Chúng tôi sẽ cấp phát miễn phí cho quý vị. Ngoài ra, Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa còn được phổ biến trực tiếp, công khai và rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thống của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời như Truyền thông Công lý, Bộ Thông tin, Cục Dân vận, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân chủ Toàn cầu, Social Networks, Facebook Đào Minh Quân, website chinhphuquocgia.com hoặc vietnamcộnghoa3.com. Trân trọng cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản này. Tôi, Đại úy Phúc Nguyễn, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình của Truyền thông Công lý. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị bài viết Nền Tân Dân Chủ Cứu Nguy cho Việt Nam và Nhân loại.
Kính thưa Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng quý vị đại biểu. Nhìn bối cảnh thực tế tại Việt Nam hiện nay, chúng ta tìm thấy được gì? Ngoài sự lạc hậu, chia rẽ và đạo đức con người đang dần dần thoái hóa, nếu không muốn nói là băng hoại, các đài truyền thông trong nước, các diễn đàn trong những tòa nhà lộng lẫy mà dân khom lưng làm chối chết, đóng thuế cho chúng, toàn nói những lời hoa mỹ nhưng sáo rỗng, hay toàn những báo cáo láo, còn thực tế ngoài xã hội thì ngược lại, một sự phân hóa và chia rẽ trong nội bộ dân tộc đến phát sợ. Con người từ từ xuống vực thẳm của sự thống trị kim tiền, một bộ máy chính trị thối nát toàn những kẻ tham lam, tàn nhẫn và dã man, dốt nát, nói và làm không đi đôi. Thậm chí đôi khi lên diễn đàn nói những lời ngô nghê, thể hiện sự ngu tối đến cùng cực mà chúng tôi nghe, không biết bọn họ có biết họ đang nói gì hay đang làm gì không. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này từ đâu ra? Cái ngọn cờ máu mà chúng cứ bắt dân treo mỗi dịp lễ này từ đâu ra? Cái chủ thuyết vô thần cộng sản này từ đâu ra? Cái gì mà gọi là dân làm chủ, nhà nước quản lý? Chủ của cái gì? Chủ của những món nợ buộc phải trả từ khi mới lọt lòng mẹ thì có. Quý vị có biết một đứa con nít mới vừa ra đời phải gánh nợ công cho đất nước này bao nhiêu không? Mấy năm trước là 17 triệu, dân chúng đã la trời. Sau vài năm, báo cáo ra rã là kinh tế tăng vọt, nhưng nợ công đã nhảy lên 40 triệu cho một đầu người. Tới chừng nào dân đen chúng tôi mới ngóc đầu lên nổi đây? Từ ngày bọn chúng áp đặt cái chủ thuyết này tại Việt Nam sau khi cướp chiếm miền Nam của chúng tôi, chuyện làm đầu tiên là đổi tiền. Tiền Việt Nam Cộng Hòa đổi thành tiền gia hồ. Gia đình nào giàu có thì họ cho là đầu cơ tích trữ, sai quy định nhà nước. Có tài sản vàng bạc thì bị tịch thu. Người có đất thì nhà nước đưa vào tập đoàn, làm ăn tập thể, không cá thể. Làm được củ cải lúa gạo thì của địa phương nào và để lại tại địa phương đó. Nếu chuyển đi nơi khác cho người thân của mình thì bị cho là phạm pháp, bị tịch thu. Người ở thành phố lớn bị đuổi lên vùng kinh tế mới để khai nương phá rẫy, còn nhà cửa của người ta thì chúng cướp cho gia đình dòng họ của chúng. Một trật tự hoàn toàn đảo lộn. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, còn nhớ, thay vì mỗi buổi sáng được mặc những bộ đồ sạch tinh tươm để đến trường, thì sau khi cộng sản đến, chúng tôi không còn mặc áo trắng nữa, mà phải mặc mấy cái áo lấm lem bùn đất, cái ruộng cày bừa đầu tắt mặt tối mà cơm không có để ăn, phải ăn củ mì để dành gạo nấu cháo cho em bé. Còn nữa, anh chị em của chúng tôi có chút tài năng thì bị chúng cho là có tư tưởng phản động. Chúng mời lên trù dọc dọa đủ mọi cách, hòng không cho cá thể này phát huy tài năng của mình. Một chính sách bóp nghẹt tài năng sẵn có của con người, làm cho con người sống trong xã hội này mất phương hướng vô cùng tuyệt vọng. Tôi thấy người Việt Nam thời điểm này có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những người dân ở từng lớp lao động, đa phần sống bằng nghề nông hay lao động chân tay kiếm sống qua ngày. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, họ là dân nghèo nông thôn hay dân nghèo thành thị. Dù gọi là nghèo vẫn không quá thê thảm như bây giờ. Đây là thành phần ngày xưa không hiểu rõ cộng sản, cứ thương rồi lo cho họ vì tưởng họ cũng là người Việt Nam, vì họ nó ngon nó ngọt, đã chứa họ trong nhà, khiến cho cuộc chiến vệ quốc của Việt Nam Cộng Hòa rất là khó đánh. Cho đến nay họ đã hiểu được cộng sản thì đã muộn, không biết làm sao đành an phận chịu đựng. Nếu chịu đựng không nổi thì trở thành tự phát đấu tranh, trở thành dân oan, dân khiếu, càng bị trù dọc dữ dội hơn, càng khốn khổ hơn. Nhóm thứ hai là giới trung lưu, ngày xưa họ là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hay giới khoa bản. Ai có tiền, có điều kiện thì tìm đủ cách để trốn khỏi Việt Nam. Bây giờ trở thành Việt Kiều, trở lại Việt Nam đem tiền của về giúp gia đình mình, cũng phải bỏ tiền ra mua chuộc đám quan chức trong nước để bản thân và gia đình được an thân. Và những người Việt Nam trong nước do may mắn còn lại chút gì đó, gọi là của ăn của để, họ luôn có tâm lý sợ mất quyền lợi cá nhân của mình, nên chế độ nào cũng được, miễn là họ được an thân. Nhóm này nên được gọi là cỏ đuôi chồn.
vì họ đã sớm quên thân nô lệ của người Việt Nam dưới sự cai trị của Tàu Cộng thông qua việc Cộng làm tay sai, đã quên những mối nguy hiểm chực chờ từng phút giây bao trùm trên đầu họ. Họ chỉ thấy bản thân và gia đình có chút dễ chịu, có chút yên thân thì gió chiều nào họ xuôi theo chiều ấy. Nhóm thứ ba cũng xuất phát từ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hay giới khoa bảng, thậm chí họ có thể là những người nông dân, lao động nghèo hay anh chạy xe ôm. Nhưng điểm chung của họ là tấm lòng còn thổn thức vì vựng nước, họ không an phận, họ có một tâm hồn ả quốc rất cao và thấu hiểu giả tâm cộng sản. Họ muốn đem sự thật này cho mọi người hiểu về chủ thuyết vô thần, vô tôn giáo, nhưng bị cộng sản đàn áp hòng diệt trừ những người yêu nước này ngay từ trong trứng nước. Người trí thức thời điểm này nghĩ ra được vấn đề, nhưng còn mang máng để đánh giá hoàn cảnh, và họ tự đặt câu hỏi chính mình: tại sao những kẻ cai trị đất nước hiện tại là để người dân tục hậu? Dần dần họ nhận ra và nghĩ được là những cán bộ cộng sản làm việc toàn là dốt nát, làm việc không đúng chuyên môn, tài năng bẩm sinh, nhưng khéo nịnh nọt lo ló thì có chỗ đứng trong xã hội. Còn những người dù có tài nhưng không có tiền lo ló hay quá ngay thẳng thì phải chịu sự mai một tài năng. Người trí thức ngay thẳng trong thời lúc này lại trở thành rất nghèo và nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ bị chà đạp, bị khinh khi, không có đức dụng võ, thậm chí không có chỗ dung thân. Họ đành ẩn thân, làm nông dân, làm anh chạy xe ôm, nhưng họ vẫn ý thức rõ về giả tâm của bọn Tàu Cộng và mối họa mất nước. Họ biết đồng bào của họ đang bị cộng sản lừa phỉnh mà ngủ quên trong giấc mộng cầu an. Đất nước tôi hiện nay là như vậy đó. Ngoài Biển Đông, Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu mặc nhiên khai thác tài nguyên dầu khí của nhân dân Việt Nam mà người dân không hề biết. Bọn tay sai Cộng sản và Cộng sản Tàu âm thầm chi cát, bỏ túi kiên. Bối cảnh Việt Nam lúc này nhìn thoáng giống như Việt Nam giàu có, nhưng đi sâu vào trong thôn quê, chúng ta sẽ thấy người dân sống như thế nào. Cái gì của nhà nước thì mua mắt, thí dụ như phân bón, thuốc trừ sâu vân vân. Cái gì của dân bán ra đều rẻ vì bị thương lái thao túng chèn ép, làm vụ mùa năm nào cũng bị lỗ. Cửa khẩu phía Bắc du nhập vào thức ăn toàn độc hại, toàn là nhập hàng Trung Cộng vào, còn hàng nội địa thì không xuất khẩu được. Có người thì rượu chè, cờ bạc, trị lạc, tuổi trẻ nghiện ngập ma túy. Quân đội thì không có kinh phí huấn luyện, tân binh thanh niên vào bộ đội mục đích chính là làm nô lệ cho những sĩ quan mà thôi. Thậm chí trong quân đội cũng có ma túy. Chúng ta hãy nhìn kỹ rồi sẽ thấy. Chính quyền tay sai Cộng sản Việt Nam đã bán đất nước này cho Cộng sản Tàu rồi. Chưa hết, một đồng bằng sông Cửu Long là kho lương thực Việt Nam, vậy mà Cộng sản Tàu đắp đập thủy điện trên đầu nguồn, làm cho đồng bằng sông Cửu Long bây giờ không có nước nổi nữa, làm cho người dân ở đây không có công ăn việc làm và đi nơi khác để mưu sinh. Việt Nam ngày nay càng ngày càng đi xuống, vậy mà truyền thông Cộng sản Việt Nam tối ngày ra rã là Việt Nam giàu có. Quý vị có thể cho là tôi nhìn đời bằng con mắt màu xám, nhưng tôi thì thấy quý vị đã đeo kính màu hồng từ lâu rồi, đã gạt cảm chính mình từ lâu rồi, nên cho là Việt Nam vẫn còn chốn bình yên. Tôi thấy một bức tranh rất rõ về Việt Nam hiện giờ. Tôi ở trong tầng lớp dân chúng, vì bọn thương lái trung gian, chủ thầu hút máu, còn bọn thương lái và chủ thầu thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hút máu. Bọn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì bọn Tàu Cộng hút máu. Đất nước chúng ta còn gì không với lũ quỷ này? Quý vị là ai trong ba tầng này của xã hội? Những trí thức bây giờ bất lực, khoan tay nhìn tấn tuồng, bi ai, khát khao biết đến hồi kết. Tôi có cơ duyên may mắn khi một ngày kia thử dạo bước nhìn ra thế giới nhờ hệ thống Internet. Tôi đã bắt gặp ánh sáng le lói đó, có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở hải ngoại đã hình thành từ 30 năm mà trong nước chúng tôi nào hay biết. Người lãnh đạo là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến vệ quốc của miền Nam, cũng từng trải qua giam cầm tù rạc trong trại cải tạo của Cộng sản. Sau đó vượt biên, vượt biển ra đi sang Hoa Kỳ. Rồi tại đó người làm đủ mọi thứ để tập hợp những người yêu nước ở hải ngoại lại với nhau. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã ra đời, đã hoạt động trên 30 năm. Bây giờ đã là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.
vị chiến sĩ đó là Trung úy Đào Minh Quân năm xưa, nay là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài chính là người đưa ra chủ thuyết tân dân chủ, đã làm nức lòng những người yêu nước, yêu tự do trong quốc nội. Ngài biết rất rõ Cộng sản Việt Nam đàn áp người dân trong nước đủ mọi mặt, về kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, còn truyền thông thì phải làm theo chỉ thị của chúng. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân biết rất rõ sự tàn ác của Cộng sản Việt Nam, nên Ngài cùng chính phủ nghiên cứu ra chiếc phao cứu sinh cho dân tộc Việt Nam. Hệ thống trưng cầu dân ý online tối tân nhất đã được đưa ra cho dân dùng để thể hiện ước nguyện của mình mà Cộng sản Việt Nam không làm gì được. Vì chính chúng cũng đã công nhận phương pháp trưng cầu dân ý bằng lực pháp của chúng. Người dân trong ngoài nước nhiệt liệt ủng hộ cho đến nay gần 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đứng ra đại diện cho họ để giải trừ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi yêu mến Ngài và đồng ý với Ngài vì Ngài đã nghĩ tới việc đem lại tự do cho người dân mà không qua sự đổ máu. Ngài đưa ra một chính sách tâm trị đầy nhân bản, lấy chân lý cuộc sống phục vụ nhân dân. Chân lý là ánh sáng soi rọi bóng tối, mà Ngài mở được ánh sáng chân lý phơi bày cho nhân dân Việt Nam và nhân loại trên thế giới thấy rõ sự gian ác của Cộng sản Việt Nam. Ngài đã phơi bày sự thật về tên Hồ Chí Minh, kẻ đã chết khô trong lăng ở Ba Đình, mà còn được bọn Tàu Cộng đặt trên đầu dân tộc Việt Nam để thống trị dân tộc ta, không cho dân ta đứng lên đấu tranh. Kẻ đó chính là thằng gián điệp của Cộng sản Tàu được cài cắm vào nước ta để tạo ra cuộc chiến Nam Bắc tương tàn và thống trị dân ta. Người dân Việt Nam biết ra sự thật này, phải nói là khẩn căm ghen. Bọn Tàu bản chất gian manh hàng ngàn năm chưa từng nguôi dã tâm thôn tính Việt Nam. Bây giờ, đứng trước sự thật này, chúng sẽ phải đối mặt với Tòa án quốc tế về tội xâm lược và diệt chủng chống lại loài người thông qua vụ án 38.000 tỷ Mỹ Kim của Đức Quốc Công kiện chúng. Đổi sách với người Việt để hướng tới không còn hận thù chia rẽ. Chủ trương của Ngài là hàn gắn, chữa lành lại vết thương, bệnh tật do độc trùng Cộng sản gieo rắc trong tâm người dân Việt và cách phục hồi tính chất hữu thần của dân tộc Việt, khai phóng tinh thần yêu thương tha thứ và nhân bản con người Việt Nam qua các bài học Ngài dạy. Đó là chủ thuyết tân dân chủ, một chủ thuyết thích hợp nhất cho nhân loại trong một kỷ nguyên mới, trong thời đại mới. Mọi người Cộng sản đều có thể sửa đổi tư tưởng bằng cách ký đặt mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh để khẳng định mình đã rõ hắn là giặc Tàu, không phải cha già dân tộc Việt Nam. Thậm chí phải chỉ ra hắn là kẻ tội đồ của dân tộc Việt Nam, ngàn lần đáng bị nghiền rủa, thì chuyện đạp lên bản mặt của hắn và lại trừ hắn ra khỏi tư duy của mình là điều đáng làm ngàn lần và phải làm. Người Việt chúng ta thì phải bỏ Cộng còn Việt. Người Việt không có ý tưởng hại người Việt, đó là để giữ vững tính nhân đạo Việt, cắt đứt trong tư tưởng hận thù trong người Việt để không lầm mưu của Cộng sản và nuôi hận thù chia rẽ với nhau. Lấy lại đức tổ bằng mưu lược, sách lược bằng công pháp quốc tế, không tổn thương nguyên khí dân tộc mà giữ nguyên nguyên khí để sẵn sàng đứng đầu Tàu Cộng xâm lược một khi Tàu Cộng giấy động can qua. Không làm khổ dân là chính sách bao trùm lên Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam do Ngài chủ bút, quy định chính phủ phải bảo vệ tính mạng, danh dự, tài sản hợp pháp cho dân, chăm lo an ninh xã hội. Không có người dân nào vô gia cư, không có người dân nào bị đói, không có người dân nào thất học. Những chương trình huấn luyện đào tạo trong chính sách tân dân chủ của chính phủ sẽ làm thay đổi con người Cộng sản, và bằng cách thay đổi cách vận hành tiền tệ bằng thẻ căn cước tín dụng để loại bỏ tính bất công trong việc sử dụng lưu hành tiền tệ như hiện nay. Điều hạnh phúc nhất là chúng ta sẽ thấy là không còn ngọn cờ máu của Tàu Cộng bay trên nóc nhà Việt Nam, mà đổi lại bằng quốc kỳ quốc gia Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và tại mọi nơi trên thế giới, tại mỗi ngôi nhà Việt Nam. Chính sách đường lối làm sạch tư duy độc tài của Cộng sản như bất đồng mà không bất hòa, tha được cứ tha, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy trí nhân thấy cường bạo, lấy đạo nghĩa thắng hung tàn. Một chính sách mà những loại hằng mơ ước, đó là tình thương công bằng bác ái. Làm sao để định nghĩa và lý giải được cái cao đẹp này cho nhân loại? May cho những ai trong thời điểm này còn cảm thức được, còn những ai hãy còn nuôi nhiều tham vọng, ích kỷ, không màng đến nhân loại cộng đồng,
hay sự nguy hại của chính trị thế giới, thì thật khó thấy được cái ánh sáng tinh dân chủ sẽ đem lại hạnh phúc cho họ như thế nào. Rủi thay cho họ, điều đó đang đến thật mạnh mẽ, rồi họ sẽ bị dao động và kiết chạy theo vòng xoay của thời cuộc. Từ những yếu kém này nên bị rơi vào thế của bọn tài phiệt quốc tế không tính người, trong thế ta sống bay chết. Nếu còn bọn người này thì có người còn đau khổ, vì chúng nắm trọn quyền lực trên thế giới. Cái vòng luẩn quẩn đầy tiêu cực này đã sắp mãn. Đức Quốc Công Đào Minh Quân, một người đã trải qua tất cả những suy tư trăn trở này, một người đã từng giam mình trong sa mạc để tịnh tu, hầu tìm ra phương pháp để canh tân đất nước nói riêng và cứu rỗi nhân loại nói chung. Và Ngài đã tìm ra nó, đó là yêu thương, là tiếng gọi của Thượng Đế, là chủ thuyết tân dân chủ để cứu rỗi dân tộc và nhân loại. Tân dân chủ, một nền dân chủ rất mới, rất sáng tạo, trung dung, đem đạo vào đời. Hệ thống công quyền của tân dân là một hệ thống đem hiểu biết của mình để cống hiến, ví như người cha chăm sóc những đứa con ruột thịt của mình vậy, không vụ lợi, chỉ biết con cái của mình đầy đủ và sống trong an bình. Tân dân chủ không phải là một lý thuyết suông, mà Ngài đã suy luận từ hai chủ thuyết tư bản và cộng sản. Hai chủ thuyết này tuy hai xoay quanh lại là một, cả hai chủ thuyết này đều là một xã hội cai trị và lợi dụng con người. Tân dân mà Ngài đã luận ra được hôm nay là để áp dụng cho ngày trở về Việt Nam bằng một nền tảng có thật. Như vậy tạo thành một nền hòa bình mà người dân cùng chung sống trong một xã hội đầy tình thương và nhiệt tâm cống hiến. Người có tài thì đem tài năng mà phục vụ. Đó lại là một vòng tròn hạnh phúc. Thượng Đế yêu thương sinh ra tân dân chủ. Tân dân chủ làm cho nhân loại hòa bình và chung sống. Hòa bình chung sống sinh ra tình thương. Tình thương sinh ra cống hiến. Cống hiến sinh ra vật chất. Vật chất sinh ra đầy đủ và mãn nguyện. Và con người bắt đầu hướng thượng, tìm hiểu về tâm linh, về thế giới cao hơn và an nhiên tự tại. Một xã hội được như vậy thì người và người không còn nghi kỵ, không hơn thua, tất cả mọi người đều là con một nhà. Kính chúc cho nền tân dân chủ sớm trở về thiết lập trên quê hương Việt Nam dấu yêu và lan rộng ra thế giới cho nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình. Tôi nguyện là một thành viên của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân xây dựng nền tân dân chủ đó. Kính chúc Ngài và tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và bình an, sớm họ ngộ tại Việt Nam để cùng nhau xây dựng nền tân dân chủ cho một thế giới hòa bình, an lạc, hạnh phúc, vĩnh trường. Bài viết của đồng nghiệp Quốc Nguyễn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Trân trọng. Trung tá Trần Phi Vân trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được trình bày tiểu sử của Đức Quốc Công với tựa đề Đức Quốc Công Đào Minh Quân, vị cứu tinh của Việt Nam. Kính thưa Đức Quốc Công và quý vị, tại sao chúng ta lại gọi Đức Quốc Công Đào Minh Quân là vị cứu tinh của Việt Nam? Ngài hiện là vị Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là một vị lãnh đạo mà danh tiếng đang nổi như cồn trên thế giới. Bên trong Ngài hội tụ nhiều phẩm chất, nhân cách và tài hoa. Ngài là một nhà lãnh đạo, nhà khoa học, một thi sĩ tài hoa, nhà kinh tế và là một danh nhân được đồng bào Việt Nam thương mến, cả thế giới biết đến và kính phục. Ngay cả các đời tổng thống của đệ nhất cường quốc thế giới là Hoa Kỳ gần đây như George Bush, Bill Clinton, Barack Obama và ngài Tổng thống Donald Trump đã vinh dự thay mặt chính phủ Hoa Kỳ song hành cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang do ngài lãnh đạo, kể cả các nguyên thủ của 27 quốc gia khối Liên hiệp Âu Châu đang có mối liên hệ ngoại giao với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài càng nổi tiếng hơn
khi đang là khắc tinh của loài quỷ đỏ là Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Đạp trên đầu loài kình ngư mãng xà hiểm độc, ngài đang lèo lái con tàu để tam Việt Nam Cộng Hòa cập bến bờ tự do hạnh phúc. Tại sao chúng tôi lại gọi ngài là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam? Với những cống hiến, sự hy sinh liên lụy trong suốt 30 năm của ngài đã đem lại những thành tựu vĩ đại của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay. Kể cả một bước ngoặt lịch sử trọng đại nhất của dân tộc mà ngài chính là người tạo ra nó. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng lãm tiểu sử của Đức Quốc Công, vì tiểu sử của ngài như những bức tranh chân thực trải dài suốt một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. 50 năm là quãng thời gian từ khi bước vào cuộc đời binh nghiệp của Trung úy trẻ Đào Minh Quân, chỉ huy biệt đội Black Tiger, cho đến hiện tại là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, là một nửa kiếp người đấy quý vị ạ. Từ khi còn là một chàng thanh niên lịch lãm, điển trai và tài hoa ngày nào, đã cùng cuộn chảy theo dòng thác lũ ngập tràn đau thương, bi ai của dân tộc. Ngài đã anh dũng, tài trí và bản lĩnh để vượt qua, và hiện nay tóc ngài đã điểm sương. Cũng là thời điểm mà ánh sáng của ngọn lửa đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài thắp lên đang được toàn dân Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên đất Việt. Tại sao cuộc đời của ngài lại gắn liền theo vận nước ngã nghiêng của dân tộc như vậy? Theo chúng tôi, vì trong huyết quản của ngài chan chứa linh khí đất trời, hồn thiên sông núi, anh linh và tinh anh của lạc Việt. Vì ngài là người được Thượng Đế chọn, là một chân thiên mệnh của lạc Việt. Thật là diễm phúc cho Việt Nam chúng ta, phải không? Sau 30 năm kể từ ngày nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 16 tháng 2 năm 1991, ngài đã cống hiến tất cả để dâng lên đồng bào, dân tộc những thành tựu, mọi thứ vững chãi, hùng mạnh, nhân văn và nhân bản, những tinh hoa của một đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang dần được phục sinh trở lại trên đất mẹ Việt Nam. Ngài đã xuất hiện kịp thời để bứng gốc rễ, bẻ đi răng nanh của loài rắn độc là Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, đã cứu rỗi, đánh thức toàn bộ tinh thần dân tộc yêu nước của người dân Việt Nam, khai dòng sinh mệnh của dân tộc, mở ra một chân trời tự do, hạnh phúc mới cho dân tộc Việt Nam. Chính ngài đã làm tiêu tan giấc mộng bá quyền của Tàu Cộng và làm cho chúng phải đối diện với nguy cơ tan rã vì đại bại và bị hủy diệt bởi chính nghĩa do ngài đang lĩnh sướng. Ngài đã khai sinh ra một nền dân chủ mới, một kỷ nguyên mới của thời Thánh Đức, đó là kỷ nguyên hướng thượng, kỷ nguyên tân dân chủ. Đến đây, chúng ta cùng sống chậm lại để cùng nhau phân tích một vấn đề được xem là bước ngoặt lịch sử, thành tựu vĩ đại của Đức Quốc Công và Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Căn nguyên của sự kiện này chính là kẻ thù truyền kiếp Tàu Cộng, những kẻ gian manh, tà ác, hiểm độc nhất thế giới này. Bằng sự hiểm độc xuất phát từ sự thù hằn, tức tối trong tâm thế của kẻ luôn thua cuộc, nên chúng đã nghĩ ra cách nộp hồ sơ xin UNESCO vinh danh Già Hồ là danh nhân thế giới nhân ngày sinh nhật giả của hắn là ngày 19 tháng 5 năm 1990. Trong sự kiện này, Tàu Cộng có âm mưu thâm độc như một sách lược lâu dài thì đúng hơn. Đó là xây dựng hình tượng Già Hồ thành cha già dân tộc giả hiệu của Việt Nam. Chúng muốn đem sự xấu xa, dơ bẩn, ngu tối, tàn ác, dâm dục, gian dối, vô thần, những thứ này thuộc về sa tăng quỷ dữ, để đặt trên đầu dân tộc Việt Nam nhằm mục đích trù yếm, làm cho dân tộc ta không ngóc đầu lên nổi, đánh mất lý trí, sự khôn ngoan, bất khuất, anh dũng, mà trở nên ngu tối, hèn yếu, hung ác, thiếu tình thương, đánh mất dân tộc tính và không có chí tranh đấu cho tự do dân tộc. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chúng đâu phải dễ dàng tiêu diệt được ý chí, tinh thần Việt Nam một cách dễ dàng như vậy được. Xui xẻo cho chúng là đã có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, một vị khắc tinh của chúng xuất hiện kịp thời,
Chính Đức Quốc Công đã gỡ lá bùa yếm này bằng cách lột mặt nạ tên gián điệp Tào Phù Già Hồ. Ngài đã yêu cầu UNESCO đối chiếu so sánh dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc đang lưu tại Pháp với dấu vân tay của Già Hồ tại Ba Đình. Chính vì Hồ Chí Minh là người Tàu nên Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đành nhục nhã chấp nhận thua cuộc và hồ sơ vinh danh Già Hồ bị vứt vào sọt rác. Đi cùng với sự kiện này là chiến dịch ký đạp mặt Hồ Mao, đạp cộng chết, hết cộng sống. Đây là một thắng lợi vẻ vang ngay tại Liên Hiệp Quốc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trước Cộng đảng. Nhưng Tàu Cộng chúng luôn là kẻ thù ghê tởm nhất của thế giới. Sau khi thua cuộc nhục nhã tại UNESCO, chúng vẫn âm thầm thực hiện những chiến lược B, C theo sách lược trù yếm tinh vi kia. Mặc dù Hồ Chí Minh đã bị lật tẩy và nhân cách của hắn đã bị cả thế giới ghê tởm, nhưng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi cách để che đậy, ngăn chặn không cho người dân Việt Nam tiếp cận được sự thật. Qua đó, chúng tiếp tục nhồi sọ người dân Việt Nam hình tượng giả hiệu Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Vì vậy, mặc dù đã được Đức Quốc Công triệt tiêu nhân cách của hắn, nhưng người dân Việt vẫn bị cái nghiệp chướng nặng nề từ hình tượng giả hiệu Già Hồ này mang lại, tiếp tục sống trong thờ ơ, nghi kỵ và ương hèn, chấp nhận sự tâm tối u mê. Có lẽ vì thế mà công cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam trên quê hương ta lại bị kéo dài như vậy. Vì nếu như lòng dân đoàn kết không sợ hãi Cộng sản, thì Cộng sản Việt Nam đã bị tan rã từ khi hình tượng Hồ Chí Minh bị lật tẩy và triệt tiêu. Đó cũng là nghiệp chướng của dân tộc ta còn nặng nề, chưa giải trừ được. Đức Quốc Công đã tận hiến công đức của Ngài, còn phải tiếp tục nung nấu, gánh chịu nghiệp chướng của dân tộc, mang nặng gánh sơn hà, sứ mệnh của dân tộc dấn thân vào sa mạc Adelanto để tôi luyện ý chí, tinh thần, khai mở trí huệ, và Ngài đã tìm ra được sách lược chu toàn theo đường lối tâm trị, không làm khổ dân, và mang thông điệp yêu thương từ Thượng Đế, một chiến lược hòa giải dân tộc, bảo toàn nguyên khí quốc gia, không phải can qua cuộc giấy động binh biến, tránh phải đổ máu. Đó là chủ trương và đường lối bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngài đã áp dụng minh triết của Thánh Hiền, của Tổ tiên dòng dõi Lạc Hồng, vận dụng thủy thác công của Đức Thánh Trần để lập thành thế trận trưng cầu dân ý, bất khả chiến bại, bất chiến tự nhiên thành, nhằm gom góp ý chí Việt, tinh thần Việt khắp nơi trên thế giới để cùng tụ hội thành đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2017, trong hội nghị Diên Hồng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức tại Cali, Ngài đã công bố đến toàn dân giải pháp trưng cầu dân ý sau khi Hoa Kỳ đã thúc ép Cộng sản Việt Nam thông qua và ký ban hành đạo luật về trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 7 năm 2016. Một sự mầu nhiệm độc nhất vô nhị là đây là hệ thống điện toán trưng cầu dân ý online hiện đại duy nhất bảo mật thông tin tuyệt đối trên thế giới hiện tại mà Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang sở hữu. Sau khi thế trận trưng cầu dân ý như những đợt sóng thần đã mang lại sự thành công mỹ mãn là đạt trên 4 triệu phiếu bầu chọn Ngài là Tổng thống của quốc dân Việt Nam trên toàn thế giới. Và sau khi nhận được sự thỉnh nguyện của toàn thể giới chức tướng lãnh trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ngài đã đứng ra nhận trọng nhiệm và đăng quang Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2 năm 2018, Ngài cũng đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ đây, Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã điên tiết, càng vùng vẫy hơn khi bị dồn vào chân tường, khi Ngài ký bổ sung đơn kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim về tội diệt chủng dân tộc Việt Nam khi gây ra cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Chúng đang ngửi thấy mùi của sự thảm bại, tan rã và tận diệt. Như vậy là Đức Quốc Công của chúng ta đã có cách để giải trừ hoàn toàn sự u mê ám chướng do tà thuật của bọn tàu chệt bùa yểm dân tộc ta qua hình tượng ác quỷ Già Hồ. Đó là chiến dịch trưng cầu dân ý
và thêm một tuyệt chiêu nữa là dùng tiểu sử chân dung của Đức Quốc Công để tiêu diệt hoàn toàn sự u ám, đen tối, mê chướng do hình tượng già hồ mang lại và còn trong tư tưởng của người dân Việt Nam. Quý vị thấy đó, theo thời gian thì hệ quả của chiến dịch trưng cầu dân ý đang mang lại sự thành công rõ rệt, phản ảnh qua số phiếu trưng cầu dân ý đang gia tăng từng ngày. Hiện nay thì số phiếu đã hơn con số 8 triệu phiếu, mọi diễn tiến đều đang thuận lợi cho tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thế tại sao điều thay đổi vĩ đại nhất trên quê hương chúng ta chưa thấy xảy ra? Đó cũng là lòng mong mỏi của đại đa số người dân chúng ta trong lúc này. Đến đây, chúng tôi xin nhắc quý vị nhớ lại rằng với những gì mà quý vị đã cùng chúng tôi trải qua trong phần tiểu sử của Đức Quốc Công, chúng ta phải công tâm mà nhìn nhận rằng Đức Quốc Công Đào Minh Quân hiện đang là một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Khi đẩy bọn Cộng sản Việt Nam vào chân tường, khiến chúng vùng vẫy tuyệt vọng, khi đã lật tẩy lột mặt nạ già hồ tại UNESCO và chiến dịch đạp mặt tên ác gian này. Nếu không có sự hiện diện của Đức Quốc Công và chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thì Việt Nam sẽ như Tây Tạng từ lâu rồi, không còn sự dễ thở để quý vị ngồi đó mà trả giá đâu. Ngài đã mang chúng ta từ trong u mê tâm tối, giờ đang dần bước ra ánh sáng tự do rồi. Chúng ta hãy mạnh mẽ tự lực đi chứ, đừng bắt Ngài phải dìu chúng ta nữa. Bởi vậy đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ đứng lên thể hiện trách nhiệm của một người chủ đất nước. Dĩ nhiên Tổng thống chưa bao giờ kêu gọi chúng ta bạo động, xuống đường biểu tình cả. Chúng ta đang có một hệ thống trưng cầu dân ý thông minh và bảo mật nhất thế giới, thì tại sao không vận dụng? Tại sao phải xuẩn động? Chúng tôi biết đa số đồng bào đều đang nóng lòng chờ đợi Tổng thống hồi hương, phải không? Chúng tôi xin thưa với đồng bào rằng tại sao ân phước của Thượng Đế vẫn còn đang bị chặn lại và chưa đến được với dân tộc ta? Đó có phải là nghiệp chướng mà tự dân tộc ta đang gánh do tên già hồ mang lại? Và trong tâm trí đồng bào còn chưa xác định được lập trường giữa chánh nghĩa và tà ác thì Đức Quốc Công chưa thể hồi hương được đâu. Vì chính bản thân đồng bào chưa làm Thượng Đế cảm động trước khát vọng tự do của mình và chưa xứng đáng được hưởng đời thánh đức thì Đức Quốc Công chưa thể về được. Ngài chẳng thà chậm mà chắc, chứ không để đồng bào mình chịu khổ đâu. Vì Ngài biết rằng cái thiện trong mỗi chúng ta chưa thể lấn át hoàn toàn cái ác bên trong chúng ta. Chúng ta thắng một trận chiến để rồi thua trong toàn cuộc thì đó là điều không tốt lành gì cả. Chúng ta phải tự hiểu rằng Đức Quốc Công theo sứ mệnh được Thượng Đế đặt để đã gột rửa nghiệp chướng nặng nề của dân tộc ta, gần như được trong sạch và nhẹ nhàng rồi. Phần còn lại chúng ta phải biết tự gột rửa sao cho trí huệ của mỗi cá nhân được khai mở, minh sáng, xóa tan mê mù của ám chướng tà gian. Ánh hào quang của mỗi chúng ta sẽ tự phát ra khi cùng nhau hội tụ cùng ánh sáng rực rỡ chói lò của vũ trụ. Đó là sao Bắt Đẩu, là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Khi đó dân tộc Việt chúng ta sẽ quét sạch được thứ u mê ám chướng còn động lại trong mỗi chúng ta. Điều này sẽ khó nhưng thật dễ dàng nếu như trong tâm của mỗi một người con Việt Nam phải nhìn nhận Đức Quốc Công, nhìn nhận công đức của Ngài, phải tuyệt nhiên hàng thuận Thượng Đế, không còn mặc cả, nghi kỵ và đố kỵ, định kiến và cực đoan. Phải nhìn nhận Đức Quốc Công là một bậc thánh nhân, một vị cứu tinh duy nhất của dân tộc trong hiện tại. Khi chúng ta chịu hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất, sách lược duy nhất, một sinh lộ duy nhất mà Ngài Đức Quốc Công đã vạch sẵn cho dân tộc ta, đó là cuộc cách mạng tâm trị, đó là trưng cầu dân ý mà thôi. Nếu chúng ta không đủ sáng suốt để nhìn ra, không đủ dũng cảm để quyết định mà mất thời gian để mặc cả thì chỉ có một con đường diệt vong mà thôi. Khi đó Thượng Đế không cứu nổi chúng ta đâu nhé. Chúng tôi phân tích như vậy để đồng bào hiểu rằng chỉ có người dân Việt Nam mới cứu nổi dân tộc mình, mọi thứ khác chỉ là chất xúc tác mà thôi. Còn nhớ trong một buổi huấn luyện trong FCC, Đức Quốc Công đã có huấn từ phân tích về tình hình của đất nước hiện tại, rằng đất nước Việt Nam với dân số gần 100 triệu dân, nhưng số lượng người dân bầu cử khoảng 40 triệu, trong đó
cộng sản với họ hàng con cháu, thân bằng quyến thuộc chiếm gần một nửa con số 40 triệu. Như vậy, nếu như số lượng phiếu trưng cầu dân ý của chúng ta đạt đến mức là 20 triệu, thì mặc nhiên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ sẽ mời Đức Quốc Công về chấp chính, bỏ qua tổng tuyển cử tại Việt Nam, vì đã chiếm trên 50% lòng dân ủng hộ. Khi chúng tôi nghe Ngài nói như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng. Nhưng theo sự phân tích cặn kẽ về hiệu ứng domino, thì chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Chỉ cần một sự thay đổi, đột phá, bứt phá của mỗi đồng bào chúng ta trong giai đoạn này, thì trong một sát na, con số 8 triệu phiếu sẽ được nhân đôi một cách kỳ diệu đấy, thưa đồng bào và quý vị. Cứ mỗi chúng ta cùng rung động, đồng cảm với Đức Quốc Công, cùng vận động thêm một phiếu nữa, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra đấy, thưa đồng bào và quý vị. Dĩ nhiên, Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, chúng đều biết chuyện này và cố ra sức vùng vẫy để cản trở đồng bào trong việc trưng cầu dân ý, vì chúng rất sợ chiến lược trưng cầu dân ý. Nhưng chúng tôi cho rằng đó chỉ là trò gian manh ngu tối mà thôi. Trưng cầu dân ý vốn là thủy thác công, cho nên chúng chỉ có thể ngăn sông đắp đập, chứ không có thể kiểm soát nổi những giọt nước mưa trên trời. Mỗi đồng bào như những giọt nước mưa thiên hà thủy, từ trên trời rơi xuống, ngoài việc rơi xuống đất tắm mát vạn vật hòa vào khe suối là giảng hạ thủy, sông ngòi thác đổ là đại khê thủy, thành dòng Trường Giang cuồn cuộn là Trường Lưu thủy, chảy ra biển cả là đại hải thủy, còn được ngấm vào lòng đất hòa vào suối ngầm trong lòng đất mẹ, chuyển lưu thành nước giếng mát ngọt trong lành, Tuyền Lưu thủy. Những giọt nước, những dòng nước này sinh biến theo sự vận hành của thiên nhiên, theo ơn phước của trời, bọn cộng sản có kiểm soát nổi không? Hệ thống trưng cầu dân ý cũng giống như vậy, tuyệt đối được bảo mật và an toàn thông tin, mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ kiểm soát được. Cái quan trọng là sự vận dụng thông minh, khéo léo của mỗi chúng ta để tránh khỏi sự gian trá của chúng mà thôi. Khi đó thì con số 20 triệu phiếu nằm trong tầm tay của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào ta mà thôi. Tất cả đã được ơn phước thiên đàng ban cho đồng bào chúng ta rồi. Thông qua vị cứu tinh là Ngài Đức Quốc Công Đạo Minh Quân, chỉ cần đồng bào nhận thức rõ để hiểu rằng mình chính là những giọt nước mưa đó, để hòa vào dòng sinh mệnh của dân tộc, đã nhờ có vị cứu tinh của dân tộc mà khai thông, để cùng nhau quét sạch Tàu Cộng và chế độ Cộng sản ra biển cả. Thưa đồng bào và quý vị, dân tộc Việt Nam chúng ta ra nông nổi như ngày nay là do lũ Tàu Cộng hung ác, tham tàn và bọn cẩu nô tài gian hèn đã bóp chết dân tộc ta. Nhưng đồng bào hãy lạc quan lên, vì chúng ta đang có một vị cứu tinh được Thượng Đế ban tặng cho dân tộc ta. Đó là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài đang được lực lượng chính nghĩa cao thượng của toàn vũ trụ ủng hộ và gia hộ, sẽ mang lại ánh sáng xua tan bóng tối của tà ma, gian ác, đem lại hạnh phúc vĩnh trường cho dân tộc ta. Thời đen tối của dân tộc ta sẽ sớm qua đi nếu như mỗi chúng ta đồng cảm được với Đức Quốc Công. Dòng huyết quản của mỗi chúng ta sẽ vinh dự cùng với Ngài, hòa vào dòng sinh mệnh đã được khai thông của dân tộc, nguồn linh khí tinh anh đất trời lập Việt, cùng với lực lượng cao thượng quyền năng tối thượng của vũ trụ, của Thượng Đế, sẽ cuốn phăng sạch sẽ những thứ rác rưởi, bùn nhơ, tội ác, nghiệp chướng mà kẻ thù đã gieo rắc. Khi toàn dân chúng ta cùng đoàn kết làm được điều mầu nhiệm này, thì ngày khải hoàng khao của dân tộc ta đang hiện ra trước mắt chúng ta mà thôi. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy được nụ cười thánh thiện, hạnh phúc nở trên môi của Ngài cùng phụ nhân, khi chứng kiến đất nước hoang ca an lạc, và dân tộc ta sẽ cùng với Ngài và phu nhân bảo vệ và phát triển hạnh phúc tươi đẹp vĩnh hằng này. Chúng tôi kêu gọi đồng bào thân thương hãy cảm nhận, đồng cảm với sách lược cứu quốc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo. Đó là chiến lược trưng cầu dân ý, tâm trị, là sinh lộ duy nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay. Chúng ta hãy mạnh mẽ cùng tham gia trưng cầu dân ý và âm thầm vận động trưng cầu dân ý một cách thông minh nhất. Kính mời đồng bào và quý vị vào các đường link sau đây để điền thông tin trưng cầu dân ý: www.trưngcầudânýviếttắt.us,
www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi, trưng cầu dân ý, viết tắt .com. www.chinhphuquocgiaviếtnguyên.com. www.đontổngthống.com. www.trưng cầu dân ý viết tắt .info. Nguyện xin Thượng Đế luôn gia hộ cho Đức Quốc Công cùng phu nhân và gia đình được tràn đầy sức khỏe, bình an, hạnh phúc cát tường, luôn sống trong hồng ân của Thượng Đế. Cầu cho đại cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam và đánh đuổi Tào Cộng được thành công viên mãn. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đại biểu, quý đồng bào thân thương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị, quý đồng bào đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Xin kính chào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tôi, A0765, là thành viên của đoàn Nữ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi xin được thuyết trình một phần về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và cảm nghĩ của tôi với đề tài Lý do tôi tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Tôi sinh ra và lớn lên trong một tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Lúc ra đời cũng là lúc chiến tranh đã qua đi hơn 20 năm. Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước với khẩu hiệu Nhà nước của dân, do dân, vì dân, rồi độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng bản thân tôi nhận ra rằng những gì diễn ra lại trái ngược với lời tuyên bố của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu là nhà nước của dân và do dân bầu lên, vậy tại sao người dân lại không hề có một quyền lực nào để bầu chọn những người lãnh đạo đất nước? Toàn bộ quốc hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là tự bầu cho nhau bởi những kẻ chóc bu lãnh đạo, con ông cháu cha, tham quyền cố vị. Và người dân không hề biết gì về những lãnh đạo của mình. Học vị thế nào, tài đức ra sao, người dân không bao giờ biết và cũng không bao giờ được biết. Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên giáo luôn viết ra những lời gian dối, khích lệ ảo, vẽ ra cuộc sống trong mơ, trong xã hội chủ nghĩa, nhưng thực tế lại luôn sưu cao thuế nặng, tiền thuế của người dân thì được sử dụng phục vụ người dân một phần, 9 phần còn lại chảy vào túi những tham quan làm giàu trên xương máu của dân mà không chớp mắt. Đó đã là những suy nghĩ của tôi trước khi tôi tìm đến với Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn cảnh đất nước Việt Nam giàu tài nguyên khoáng sản, đường bờ biển trải dài, không thiếu trân châu ngọc báu, con người Việt Nam có lịch sử hào hùng, khí phách như vậy. Nhưng tại sao đến thời đại hiện đại bây giờ, vị thế của Việt Nam trên thế giới lại thấp như vậy? Con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới lại bị chê cười, đánh giá thấp như vậy? Dần dần trong tôi đã lờ mờ nhận ra chính quyền điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam với hành động đi ngược lại lời nói, gây phẫn nộ cho nhân dân. Tôi sinh sống ở miền Bắc, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cũng có thể nhận ra rằng nhiều người đã bất mãn và chán ghét chế độ Cộng sản rồi. Chỉ là họ cũng như tôi, vì an toàn cho bản thân và gia đình, không thể hiên ngang tuyên bố. Qua tìm hiểu, tôi biết rằng việc đấu tranh tự phát, biểu tình giống như lấy trứng chọi đá với Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều tấm lòng yêu nước lên tiếng bất bình, hay cả những người bạn trẻ dũng cảm lập hội đoàn đấu tranh với Cộng sản Việt Nam đều đã bị ghép vào tội phản động. Lúc ấy, tôi đã thoáng nghĩ rằng
Nếu như có một tổ chức hay một chính phủ chính nghĩa, hợp pháp để đứng ra làm đầu tàu kêu gọi những người có cùng chí hướng dưới một ngọn cờ chung thì thật là tốt. Đến năm 2018, tình cờ tôi được một người bạn, một người anh em gửi cho tôi xem video đăng quang của Tổng thống Đào Minh Quân. Đến giờ tuy tôi không nhớ rõ hôm ấy là ngày bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng không bao lâu sau ngày đăng quang của Tổng thống, tức là ngày 11 tháng 11 năm 2018. Nhưng lúc ấy, do sự hiểu biết của tôi về chính phủ còn có hạn, và do sự hiểu nhầm rằng chính phủ của Tổng thống Đào Minh Quân cũng giống như tổ chức của ông Trần Dần, lại thêm vào lúc ấy tình hình chính trị, xã hội Việt Nam có một số biến động, cho nên tôi không chú ý lắm và cũng không tìm hiểu thêm. Dù bản thân vẫn giữ hy vọng về một chính phủ chân chính. Mãi đến khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2020, qua những bài phân tích của một cây bút mà cho tới bây giờ tôi tin rằng anh ấy vẫn đang trợ giúp cho chính phủ, thì tôi mới có những thông tin vững chắc, đáng tin cậy về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó tôi đã dành 2 tháng tìm hiểu thêm về chính phủ bằng cách xem những livestream của các vị tướng, vị đại biểu trong chính phủ và các bài viết trên các trang page chính thức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là sốc, bất ngờ khi khám phá ra sự thật rằng Hồ Chí Minh là gián điệp của Tổng cộng và y không phải là người Việt Nam. Hình tượng Hồ Chí Minh được phơi bày trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã được học từ nhỏ đến giờ. Thú thực, ban đầu khi biết về điều này, tôi cho rằng không thể có chuyện như vậy được. Hay là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã vu khống cho Hồ Chí Minh hay sao? Nhưng dần dần, tìm hiểu lịch sử và cũng tự mình đối chất, lại lắng nghe kỹ các vị đại biểu giải thích trên các livestream, thì tôi đã chấp nhận sự thật. Cũng từ đó, thay vì kính trọng, thì cảm xúc của tôi là phẫn nộ. Một tin tức chấn động, sự lừa dối khủng khiếp của giặc Tàu Cộng. Tôi biết đa số người dân Việt Nam vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng, vào Hồ Chí Minh, tôn là cha giả dân tộc, mà không hay biết đó là âm mưu thâm hiểm của Tàu Cộng. Hậu quả, người Việt Nam nội chiến lẫn nhau, gọi chính đồng bào dám nói lên sự thật là những người phản động. Càng nghĩ tôi lại càng phẫn nộ với tội ác của Tàu Cộng, cũng như thấy sao mà thương cho số phận của người dân Việt Nam. Gián điệp Tàu Cộng với âm mưu thôn tính Việt Nam từ ngàn đời của Trung Quốc chính là nút thắt giải đáp cho những sự tàn lụi của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng do ông trời đã dẫn dắt để tôi biết về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, biết về sự thật lịch sử, gặp gỡ được đống Minh Quân cùng toàn thể các vị tướng lãnh, quý đồng nhiệm có tâm, có tầm với quốc gia dân tộc. Nhắc về ngài Tổng thống Đào Minh Quân, trước khi đọc tiểu sử thì tôi có xem được một số tấm hình chân dung của ngài. Phong thái toát ra từ gương mặt có cái gì đó làm tôi ấn tượng. Thật sự rất khác so với các vị thủ lĩnh của các chính phủ lưu vong khác. Sau khi đọc chi tiết về tiểu sử cũng như quá trình hoạt động, đấu tranh của ngài Đào Minh Quân, tôi thật sự rất vui mừng vì tôi đã tìm đúng được vị Minh Quân có thể giúp dân cứu nước. Tiểu sử của ngài gây ấn tượng với tôi vì biết được rằng ngài là con cháu dòng dõi Thánh Vương Trần Hưng Đạo, dòng dõi Trúc Lâm, cũng là dòng dõi có lịch sử 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, và tướng Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng gây khiếp sợ cho quân địch. Và bản thân ngài Đào Minh Quân cũng là thành viên của biệt đội Black Tiger,
do quân đội Mỹ huấn luyện. Sau này, dù lưu vong trên đất Mỹ, Ngài đã trở thành một trong những vị tỷ phú người Việt đầu tiên khi chưa đến 40 tuổi. Là truyền nhân của giáo sư Lương Kim Định, được ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên tin tưởng mời Ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng, cho thấy đây chính là một vị lãnh đạo có tài, có đức, có sự tín nhiệm lớn thì mới nhận được sự tin tưởng lớn như vậy. Đặc biệt, tôi còn được biết Tổng thống Đào Minh Quân còn là một nhà thơ xuất sắc với tuyển tập gần 80 bài thơ với bút danh Nam Quán. Từng bài thơ là nỗi lòng của Ngài hướng về quê hương đất nước. Đây thật sự là những thông tin chân thực về một vị lãnh đạo đặc biệt của Việt Nam. Tôi đã nghĩ ngay rằng Ngài Đào Minh Quân mới là người lãnh đạo mà người dân Việt Nam hằng mong ước và mong đợi. Tôi thật sự biết ơn Ngài Đào Minh Quân cùng các tướng lãnh, các vị trưởng lão trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã có những bước cứu nguy dân tộc, trong khi người dân không hề hay biết do bị bưng bít thông tin. Một trong số đó là sự kiện vạch trần bộ mặt của Hồ Chí Minh tại Liên Hiệp Quốc bằng chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh khi Đảng Cộng sản Việt Nam âm mưu làm đơn xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Sau khi chúng ký Hiệp ước Thành Đô, mà ngay sau khi Hiệp ước Thành Đô được ký kết, thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được chính thức thành lập nhằm vô hiệu hóa Hiệp ước bán nước này. Là thế hệ hậu duệ, tôi vô cùng cảm ơn đứng tối cao đã không để Việt Nam trở thành quận lỵ của Tàu Cộng, đã gửi Ngài Đào Minh Quân cùng các vị chức trách trong chính phủ ra tay kịp thời. Tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2021 này là được 30 năm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, cũng là con đường đấu tranh gian khổ, nhẫn nhục lớn mà Tổng thống phải trải qua. Tôi rất xúc động khi biết Tổng thống đã phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, kinh doanh cá nhân để đi vào sa mạc Adelanto tu thiền và nghiên cứu tìm đường cứu nước, trong khi phải chịu sự đánh phá dữ dội từ phía kẻ thù. Tôi cho rằng ông trời đã ban thiên mệnh cho Ngài Đào Minh Quân là phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ thì mới cứu được nước. Nếu không, là người bình thường thì đã sớm bỏ cuộc rồi. Nhưng cũng chính vì tấm lòng chân chính, yêu nước thương dân thật sự, cùng đường lối cứu nước minh bạch rõ ràng mà đã có nhiều anh thư hào kiệt sẵn lòng chung tay với Tổng thống Đào Minh Quân trong công cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng quốc gia dân tộc Việt Nam không thể chỉ dựa vào một mình Tổng thống Đào Minh Quân, mà sức mạnh chính phải xuất phát từ sự đồng lòng của người dân. Trong quá khứ, vì người dân đã ngộ nhận sai lầm về Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa cộng sản mà đã ủng hộ, nuôi dưỡng nên mới chịu cảnh lầm than như ngày hôm nay. Bản thân tôi nghĩ rằng ông trời còn dành cho người dân Việt Nam một vị Tổng thống Đào Minh Quân, một chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chính danh hợp pháp, được công nhận bởi quốc tế, là đã dành cho người dân một cơ hội đi sửa sai và phục hồi danh dự dân tộc. Do vậy, là một người con Việt Nam, tuy không có tài năng gì, nhưng tôi thấy mình cũng phải góp chút sức trẻ cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giành lại đất tổ, không làm khổ dân. Với lại, Chính phủ đã ứng dụng hệ thống trưng cầu dân ý bằng hệ thống điện toán được lập trình bởi kỹ sư người Việt, rất an toàn, bảo mật và là một công cụ vô cùng thông minh để trưng cầu dân ý người dân, cũng là một đòn đánh thẳng vào Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sức mạnh lòng dân. Mỗi một lá phiếu trưng cầu dân ý là một viên đạn vô hình khiến Cộng sản không tài nào thoát được khi lòng dân đã dần nghiêng về phía chính nghĩa, về Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi thực sự tin rằng với sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, với sách lược đúng đắn, cùng với sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam và lòng dân căm phẫn thì ngày tàn của Đảng Cộng sản chẳng còn bao xa. Rồi đây người dân Việt Nam sẽ được hưởng đời sống thật sự tự do, ấm no, hạnh phúc trong tình yêu thương mà Tổng thống Đào Minh Quân cùng đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mang đến. Tôi xin dâng lời cảm tạ vô hạn lên đứng tối cao, hồn thiêng sông núi đã kết nối để tôi cũng như các người con đất Việt được học tập và được tập hợp dưới lá cờ chính nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi kết thúc bài cảm nghĩ này, tôi A0765 xin kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, các vị tướng lãnh và đại biểu của Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thật nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin, tay lái để đưa con thuyền chính nghĩa quốc gia đệ tam Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng cập bến bờ quê mẹ Việt Nam, mang niềm vui xuân yêu thương, xuân Cộng Hòa cho toàn thể người dân Việt Nam. Ngày đó chắc chắn sẽ đến. Xin kính chào và cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã lắng nghe bài cảm nghĩ nhỏ này của tôi. Chuyên mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý khán giả đã xem và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kế tiếp trên trang fanpage và YouTube của Truyền thông Công lý. Kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý khán giả xem đài an lành, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chia sẻ video của Truyền thông Công lý để giúp cho nhiều người cùng biết đến sự hiện diện và tiếp nối trở lại của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam. Thân ái, chào tạm biệt. Hãy ấn đăng ký, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho kênh cũng như để nhận những video mới của chương trình. Chân thành cảm ơn.